Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 94. Lâm Nhất nhảy xuống, đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn lập tức nhìn thấy bầu trời cách đó trăm dặm rực rỡ kim quang, vòng ngoài của kim quang có những làn sương máu đang ngưng tụ, nhìn xuống một chút, bên dưới là một ngọn núi Viêm Long nguy nga. Mắt rồng màu đỏ tươi như xuyên thủng hư không, cách trăm dặm vẫn khiến Lâm Nhất khiếp sợ, không thể động đậy. Vụt. Nhưng kiếm ý của Lâm Nhất nhanh chóng lao đi, đánh tan uy áp đang bao phủ trên người hắn. Có một con Viêm Long đang canh gác ở đó à? Lâm Nhất nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn kỹ đi. Tử Điện Ma Long đều không trả lời thẳng. Hả? Lâm Nhất ngưng tụ chân nguyên vào đôi mắt để nhìn kỹ, lúc này mới sợ hãi phát hiện đó không phải một con Viêm Long thật sự mà chỉ là một hư ảnh, có điều hư ảnh này cũng rất đáng sợ. Vào khoảnh khắc khi nãy, hắn gần như nghĩ nó là thật. Đi, còn có thể đến gần hơn một chút. Tử Điện Ma Long đều dẫn đầu đi về phía trước, từng bước tiếp cận nơi có hư ảnh Viêm Long, khi còn cách 10 dặm thì lại dừng bước. Lâm Nhất cũng dừng bước theo, ở khoảng cách này, đã có thể nhìn rõ quả Viêm Long. Đó là một dị quả màu vàng to chừng nắm đấm, kim quang sáng rực, lóe lên ánh sáng chói mắt. Sinh trưởng 3.000 năm khiến khí thế của dị quả này trông rất phong phú, mang theo hơi thở cổ xưa, còn thấp thoáng cảm giác thần thánh. Thịch, thịch. Tim Lâm Nhất đập nhanh, hắn có thể cảm nhận được huyết khí thịnh vượng ẩn chứa trong dị quả kia đã dồi dào đến mức không thể miêu tả được thành lời nữa. Nhìn mà sợ. Không thể đi về phía trước nữa, đến gần sẽ chết đấy. Nói xong, Tử Điện Ma Long đều nhẹ nhàng vỗ cánh. Một tảng đá khổng lồ bị ném về phía trước. Ầm. Vừa mới tiếp cận, tảng đá đã bị đốt thành cho bụi trên không trung, không còn lại dù là chút mảnh vụn. E rằng không chỉ có thế đúng không? Lâm Nhất nhẹ giọng nói, nếu chỉ có như thế, Tử Điện Ma Long đều xông vào trong, quá lắm chỉ bị đốt cháy mà thôi. Thân thể của nó còn đáng sợ hơn Thương Long Cửu Biến của hắn nhiều, đủ để đỡ được ngọn lửa này. Đương nhiên rồi. Tử Điện Ma Long đều hét to mấy tiếng, bầu trời chợt trở nên tối tăm, một uy thế dâng lên trên người nó, sự uy nghiêm thuộc về bá chủ thoáng chốc dâng trào. Ầm. Nó vỗ mạnh đôi cánh, những tia sét lớn như vại nước đánh xuống từ trên trời. Nhưng sau khi rơi xuống, như tia chớp khiến Lâm Nhất cũng phải thay đổi sắc mặt cũng không ngừng bị tan chảy. Tia chớp dài đến nghìn trượng bị tan chảy sạch sẽ, mãi đến khi chẳng còn gì. Quả Viêm Long được đốt cháy 3.000 năm, còn được tưới máu Viêm Long, tuy chưa mở linh trí nhưng đã thành tinh từ lâu rồi. Tử Điện Ma Long đều có vẻ rất bình tĩnh, rõ ràng là trước đây nó đã thử rất nhiều lần rồi. Tưới bằng máu của Viêm Long, chẳng lẽ là có người cố ý trồng quả Viêm Long này sao? Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, sau đó, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, nếu có người cố ý trồng. Vậy chắc chắn người chồng nó chính là kiếm khách đã giết chết Viêm Long 3.000 năm trước, nếu không không thể nào giải thích được máu của Viêm Long từ đâu mà có cả. Nhưng không phải kiếm khách kia đã chết rồi sao? Chưa chết. Tử Điện Ma Long đều phản bác. Sao ngươi biết? Thấy nó khẳng định như thế, Lâm Nhất khó hiểu hỏi. Tuy Tử Điện Ma Long đều này đã trưởng thành, nhưng chắc chắn nó không sống lâu đến thế. Gia Gia nói với ta. Tử Điện Ma Long đều không giải thích quá nhiều. Lâm Nhất nghe mà cảm thấy kỳ quái, gì mà Gia Gia ngươi nói với ngươi. Nhưng nghĩ lại, có thể là năm xưa Gia Gia nó nhìn thấy tất cả, lưu giữ ký ức vào huyết mạch. Tử Điện Ma Long đều kế thừa huyết mạch tộc của chúng, sau khi trưởng thành thì thức tỉnh đoạn ký ức này, vậy thì có thể hiểu được. Vậy kiếm khách đó có lai lịch thế nào? Lâm Nhất có chút tò mò hỏi. Không rõ lắm, nhưng trong ký ức của Gia Gia ta có vài dự đoán, kiếm khách đó sử dụng tuyệt học kiếm tông. Lúc người đó xảy ra xung đột với người khác cũng nói là mình đến từ đế quốc Đại Tần. Không phải chuyện gì lớn, Tử Điện Ma Long đều thành thật nói lại cho hắn. Tuyệt học kiếm tông, đến từ Đại Tần. Lâm Nhất chấn động, lập tức nhớ tới tổ sư gia kiếm vô danh của kiếm các, vừa khéo phù hợp với hai điều kiện này một cách hoàn hảo. Trừ ông ấy ra, e rằng cả cổ vực Nam Hoa không còn ai phù hợp với điều kiện này.
Còn Tử Điện Ma Long Điểu, đây là ký ức nó kế thừa từ tổ tiên, hơn nữa Lâm Nhất vừa cứu nó một mạng, không nhất thiết phải nói dối hắn. Nói vậy thì năm sư kiếm khách bí ẩn giết chết Viêm Long chính là kiếm vô danh, tổ sư kiếm các. Kiếm ý nghìn năm không tan ở sườn núi Lạc Long cũng là của ông ấy để lại. Bây giờ quả Viêm Long này cũng là 3.000 năm trước ông ấy thuận tay gieo xuống. Điều khiến trong lòng Lâm Nhất dậy sóng là năm đó tổ sư kiếm vô danh vẫn chưa chết, có thể đến bây giờ vẫn còn sống. Quả Viêm Long muốn có linh trí, sớm muộn cũng phải độ kiếp, nếu thất bại, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Bây giờ xem qua là được, có thể đi rồi. Tử Điện Ma Long Điểu lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ của Lâm Nhất. Để ta thử một chút. Trong mắt Lâm Nhất lóe sáng, không định rời đi ngay. Kiếm khách, người đừng xung động, thể xác người rất mạnh, nhưng so với thân thể yêu thú chung quy cũng yếu hơn một chút. 10 năm trước ta đã thử qua một lần, gần như bán sống bán chết, rất may mắn mới thoát được. Tử Điện Ma Long Điểu nhắc nhở Lâm Nhất. Lâm Nhất không phản bác. Nếu chỉ nói riêng về xác thịt, hắn chắc chắn không thể so với yêu thú thiên phách cấp bá chủ, thậm chí không chỉ yếu hơn một chút, Tử Điện Ma Long Điểu đã nói khéo lắm rồi. Nhưng Lâm Nhất không định dùng xác thịt chống đỡ. Theo hắn đoán, bây giờ trong khu cấm này có ý chí sức mạnh ngọn lửa tăng cường. Uy lực của ý chí ngọn lửa ít nhất cũng đạt đến nhị phẩm, thậm chí là cảnh giới càng cao. Tia chớp mà Tử Điện Ma Long Điểu gọi tới không thể hủy diệt khu cấm này. Không phải vì uy lực không đủ, mà là ý chí sấm sét của nó không đủ mạnh. Không có ý chí võ đạo mạnh mẽ tăng cường, ánh chớp đáng sợ chẳng khác nào lâu đài trên không. Khi Lâm Nhất nói dự đoán của mình cho đối phương, Tử Điện Ma Long Điểu im lặng một lúc lâu mới nói, kiếm ý của ngươi có thể chịu đựng nổi không? Có thể thử xem. Dứt lời, Lâm Nhất lướt người đi, đáp xuống phía trước. Người ở giữa không trung còn chưa đáp xuống đã có một luồng sức mạnh ngọn lửa như hủy diệt cuốn tới từ bốn phương tám hướng. Trên người Lâm Nhất lập tức bùng lên kiếm ý sắc bén, xông thẳng lên trời, kiếm ý tiên thiên đỉnh phong viên mãn ngăn chặn đòn tấn công của số sức mạnh ngọn lửa đó. Sau khi đáp xuống, dưới chân lập tức sinh ra một biển lửa màu vàng kim, dường như đi trên dung nham nóng chảy thiêu đốt cháy bỏng. Lâm Nhất cẩn trọng đi về phía trước. Có thể cảm nhận được kiếm ý của mình đang bị thiêu đốt không ngừng. Chớp mắt, kiếm ý tiên thiên bao phủ toàn thân bị đốt cháy chỉ còn lại 10 mét, miễn cưỡng có thể bảo vệ bản thân. Vù, vù, vù. Thân hình lóe lên, Lâm Nhất bước nhanh ra, mỗi một bước hạ xuống đều làm lan ra sóng lửa, sức mạnh ngọn lửa kinh người phản chấn, giống như sóng lớn thoáng chốc nhấn chìm Lâm Nhất. Nhưng chốc lát sau, ánh sáng lóe lên. Lâm Nhất một thân áo xanh lại xông ra, tiếp tục bước về phía trước. Kèm theo tiếng kiếm vang trời, mỗi bước hắn đi đều cực kỳ hung hiểm, giống như một khi đặt chân xuống, cả người sẽ bị đốt cháy thành tro. Lâm Nhất bước liền 7 bước, cách quả Viêm Long độ 93.000 năm chỉ còn chưa tới 1.000 mét. Nhưng đúng lúc đó, sóng nhiệt cuồn cuộn lan tới, quả Viêm Long tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, lấp lánh ánh sáng. Trong tiếng rít gào, một ảo ảnh Viêm Long thuần túy do ý chí ngọn lửa ngưng tụ giết về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Phá! Lâm Nhất rút kiếm khỏi vỏ, một luồng kiếm ý đáng sợ trước nay chưa từng có cũng ra khỏi vỏ cùng táng hoa. Xoẹt! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bầu trời bị xé rách một lỗ thủng, màn đêm buông xuống. Dưới hơn 100 ánh sao, kiếm thế toàn thân Lâm Nhất bỗng trở nên vô cùng rộng lớn. Kiếm ý thông linh. Lâm Nhất xoay cổ tay, ánh sao hội tụ, không gian như vật chuyển sao rời trở nên móp méo. Ảo ảnh Viêm Long lao tới nhanh như chớp lại không thể đến gần. Cơ thể nó bị một luồng ý chí méo mó biến dạng, không động đậy được, không thể tiếp tục tiếp cận. Phụt. Đợi khi kiếm quang chém xuống, màn đêm biến mất, ánh sao tản ra, ảo ảnh Viêm Long bị chém thành vô số mảnh. Kiếm thế trên người Lâm Nhất đã phát ra không thể thu lại. Hắn bay vọt lên không với khí thế sắc bén vô địch. Khoảng cách 1.000 mét cuối cùng chớp mắt đã được kéo gần, dường như hắn chỉ mới nhấc chân lên, lúc rơi xuống đã tới trước mặt quả Viêm Long. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, khom người xuống, đưa tay muốn nhổ quả Viêm Long ra. Ầm ầm,
nhưng hắn lại bị một luồng uy lực cản trở, quả viêm long giống như dung hòa với đất trời, hoàn toàn không nhổ ra được. Dường như sau khi động vào nó, cả không gian sẽ sụp đổ, không thể thu dọn. Không nhổ lên được. Lâm Nhất âm thầm kinh hãi, nội tình 3.000 năm này đúng là đáng sợ, dù mình đã phá được khu vực đặc biệt của nó cũng không thể lấy được nó. Gào. Lâm Nhất chỉ mới phân tâm một chút, một cái đầu rồng đột nhiên tấn công về phía hắn trong tiếng thét gào. Nó tới gần rồi, há miệng gầm lên một tiếng, uy lực viêm long kết hợp với sóng âm ngọn lửa nóng hổi cuốn tới. Vù, vù, vù. Lâm Nhất buộc phải buông tay, tung ra ba quyền liên tiếp, sau mỗi một quyền lại lùi 100 mét, sau ba quyền mới đánh tan được sóng lửa đáng sợ đó. Vù vù. Hắn vừa đứng vững bước chân, trong sóng âm dao động, kiếm thế quanh người Lâm Nhất chấn động không thôi, phát ra kiếm âm leng keng. Chưa thôi phải không, tưởng ta không trị được ngươi thật sao? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ tức giận, mới lùi lại tí là được nước lấn tới. Quả viêm long này vẫn chưa có linh trí đã kế thừa bản tính kiêu căng cuồng bạo của viêm long. Tâm niệm khẽ động, hai tay Lâm Nhất kết ấn, lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn đi rất chậm, kiếm ý thông linh phát ra hết không hề giữ lại, mỗi một bước đi đều có ánh kiếm phá vỡ bầu trời. Soạt. Bầu trời bị xé rách không ngừng lành lại, nhưng ánh sao rơi xuống dưới sự điều khiển của Lâm Nhất lại lượn lờ không tan, giống như đom đóm tự tại bay lượn. Sau 10 bước, thân hình Lâm Nhất vẫn mỏng manh, kiếm thế tích lũy lại dày nặng giống như núi. Mỗi một bước hắn đi, mặt đất đều sẽ rung chuyển điên cuồng, kiếm ý thông linh tích lũy trên người không ngừng thăm dò giới hạn chịu đựng của xác thịt. Gào, gào, gào. Quả viêm long cảm nhận được sức uy hiếp, bầu trời trên đỉnh đầu nó không ngừng có lửa vàng chói rơi xuống, hội tụ thành ngọn lửa dung nham nóng chảy, giống như thực thể không ngừng trộn lẫn vào nhau. Ầm. Ngọn lửa màu vàng giống như dung nham nóng chảy đột nhiên huyễn hóa thành một con viêm long tỏa sáng lấp lánh, không phải ảo ảnh, mà là viêm long thực sự hoàn toàn do ngọn lửa ngưng tụ. Lúc Lâm Nhất chỉ còn cách quả viêm long 100 mét, tiếng gào thét ập tới. Sắc mặt Lâm Nhất nghiêm trọng, kiếm ý thông linh tích lũy đến cực hạn sắp phá hủy cả gò má hắn. Thấy viêm long sắp giết đến nơi, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải kết ấn đánh mạnh ra. Ánh sáng đom đóm lại tranh nhau phát sáng với mặt trời mặt trăng. Trong nháy mắt, ánh sáng đom đóm bay quanh người Lâm Nhất bốc cháy. Kiếm thế vô biên trên người hắn hóa thành ánh sao rực rỡ, rồi rào khoáng đạt, rộng lớn vô biên, trải khắp bầu trời. Ầm ầm. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt đất, những khe nứt đáng sợ ầm ầm nổ tung. Cả mặt đất nổi lên gió lớn, cát đá bay mù mịt, bụi bay đầy trời. Keng, 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 keng. Kiếm quang chớp lóe, viêm long bằng lửa lao tới lập tức chìm trong kiếm thế vô biên, bị cắt xén một cách điên cuồng, chớp mắt đã tan rã thành vô số sóng lửa. Vết nứt trên mặt đất ngang dọc đan xen, điên cuồng lan tràn. Chỉ chốc lát, quả viêm long đã bị nổ bay ra, nó hóa thành một con rồng ánh sáng màu vàng định chạy trốn. Muốn chạy, không có cửa. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên phong mang, giẫm mạnh chân lên mặt đất, vươn tay ra tóm lấy nhanh như chớp. Ầm. Một tay hắn nắm vào ánh sáng kia, giống như đang thuần phục một con ác long, mặc cho nó giãy giụa thế nào, Lâm Nhất vẫn dùng kiếm ý toàn thân trấn áp nó chặt chẽ. Nửa khắc sau, ánh sáng vàng như hồn phách tan vỡ, quả viêm long hiện ra nguyên hình. Quả viêm long to bằng nắm tay giống như một con viêm long cuộn tròn lại, đầu rồng, vuốt rồng, vảy rồng đều sống động như thật. Nếu chớp mắt nhìn lại, có khi còn tưởng là thánh vật dùng linh quả điêu khắc ra, khá kỳ diệu. Thế mà lại thành công rồi. Tử điện ma long điểu bay lên không trung, sau khi đáp xuống, không tin nổi mà nhìn Lâm Nhất. Theo quy tắc, quả viêm long này nên chia cho ngươi một nửa. Lâm Nhất nhìn nó nói. Không, ta không cần. Ngươi đã cứu ta một mạng, quần long thịnh yến sắp bắt đầu, kiếm khách ngươi vẫn nên tự mình luyện hóa nó đi. Ta có huyết mạch long tộc, tuổi thọ dài hơn ngươi tưởng tượng, khát cầu với thiên tài địa bảo không nhiều như con người. Tử điện ma long đều từ chối rất dứt khoát. Ngươi cũng biết quần long thịnh yến. Lâm Nhất tò mò hỏi.
Ta sống mấy trăm năm rồi, sao lại không biết được? Hơn nữa, Thiên Yêu Các cũng là một trong 9 bá chủ, năm xưa cũng đã mời ta vào môn phái, chỉ là ta từ chối mà thôi. Tử Điện Ma Long Điểu bình thản nói. Vì sao lại từ chối? Lâm Nhất có chút không hiểu được, Thiên Yêu Các là bá chủ có thể so sánh với Tử Nguyệt Động Thiên, có rất nhiều võ học yêu tộc. Tử Điện Ma Long Điểu nhìn Lâm Nhất, trầm ngâm một lúc rồi nói, yêu và yêu thú khác nhau, yêu thú tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể lựa chọn loại bỏ thú tính, chỉ giữ lại yêu tính, tu luyện đến cuối cùng có thể loại bỏ thú tính hoàn toàn, trông không khác biệt quá nhiều với con người. Đại yêu và hậu duệ của đại yêu thậm chí còn hoàn toàn không có thú tính, nhưng yêu tộc huyết mạch cao quý như vậy huyền hoàng giới rất hiếm có. Ta muốn giữ lại thú tính không ngừng tiến hóa, biến dị, tìm kiếm cơ hội trở thành hung thú, thánh thú, thậm chí là thần thú thượng cổ, cho nên không nhận lời bọn họ. Tin tức này vẫn là lần đầu tiên Lâm Nhất nghe được, đây xem như là hai con đường khác nhau, bên nào cao bên nào thấp cũng khó nói. Quả viêm long độ 93.000 năm này không dễ luyện hóa, ta đề nghị ngươi hãy từ từ luyện hóa. Môi trường nơi này không tệ, ta có thể ở lại đây cùng ngươi tu luyện. Tử Điện Ma Long Điểu đề nghị. Thế thì xin đa tạ. Đối phương đồng ý bồi luyện với hắn, hắn cũng không có lý do để từ chối. Tử Điện Ma Long Điểu nói đúng, huyết khí ẩn chứa bên trong dị quả này quá nhiều, luyện hóa một lượt e rằng không chịu nổi. Ăn một cái vuốt rồng trước đã. Lâm Nhất nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, sau đó vặt vuốt rồng của dị quả xuống rồi ăn vào. Ung ục. Máu trong người Lâm Nhất lập tức sôi trào, trong cơ thể có khí nóng dâng lên, thân thể trở nên nóng bỏng tựa như lò lửa. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trên đầu bốc khói, trông cứ như sắp chín đến nơi vậy. Dược tính của nó quá đáng sợ. Lâm Nhất thầm thấy kinh ngạc, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, điều động Thương Long Cửu Biến. Lực lượng Thương Long cổ xưa chảy dọc trong người hắn như nước sông, tham lam hấp thu dược tính dồi dào của quả viêm long, lộ vẻ vui mừng, cực kỳ hưng phấn. Thình thịch, thình thịch. Thương Long ấn trước ngực Lâm Nhất phát sáng, tim hắn đập thình thịch, mỗi lần tim đập đều có khí thế khổng lồ lan ra, khiến không khí không ngừng chấn động. Trong mắt Tử Điện Ma Long Điểu lóe lên ánh sáng sáng ngời. Long văn tử điện dao động trên người Lâm Nhất khiến nó cảm nhận được một hơi thở khá quen thuộc. Lâm Nhất tập trung tu luyện, Thương Long Cửu Biến nâng cấp với tốc độ đáng sợ, bình cảnh tầng 4 gần như không mất quá nhiều sức lực đã đột phá. Dưới sự thúc giục của hắn, lực lượng Thương Long di chuyển khắp tất cả kinh mạch, con đường được tạo ra thuận theo cơ thể cũng trở nên phức tạp rắc rối. Đi đôi với việc Thương Long Cửu Biến không ngừng tuần hoàn là lực lượng Thương Long trong cơ thể càng trở nên dữ dội hơn, chỉ cần sử dụng một luồng lực lượng đó đã có thể đánh tan huyền khí bình thường. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã 10 ngày trôi qua. Phá! Lâm Nhất hét to một tiếng, Thương Long Cửu Biến đột phá tầng 5, đạt đến cảnh giới tứ biến. Long văn lượn lờ bên ngoài cơ thể tăng lên thành 21 tia. Tính kỹ thì chính là sức mạnh nhị bách nhất thập đỉnh rồi. Lâm Nhất đảo mắt, nhìn thấy Tử Điện Ma Long Điểu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên núi đá ở cách đó không xa, hắn cười nói, lên. Dứt lời, Lâm Nhất giẫm mạnh chân xuống đất, xông về phía trước tựa như một viên đạn đại bác, tiếng xé gió chói tai như tiếng âm thanh nổ tung, cực kỳ đáng sợ. Tử Điện Ma Long Điểu miễn cưỡng lên tinh thần, chớp mắt duỗi móng vuốt khổng lồ. Ung dung tiến lên đỡ một đòn của Lâm Nhất. Phụt. Khóe miệng của Lâm Nhất tràn ra máu tươi, gần như bị đánh lui trong nháy mắt, dưới đất nổ ra một hố to. Vẫn không được, ta chỉ sử dụng chưa đến 3 phần công lực đấy. Tử Điện Ma Long Điểu nhẹ nhàng nói. Đau quá. Lâm Nhất bị đánh lui trong mơ hồ, xương cốt trên người như sắp gãy lìa. Nếu người ngoài nhìn thấy hình ảnh thế này e rằng sẽ sợ đến mức trợn mắt há mồm, chỉ đỡ đòn của yêu thú cấp bá chủ bằng thân thể mà lại không chết. Không cần vội vàng. Lâm Nhất cười khẽ, hắn lấy quả viêm long ra, lần này thẳng tay bẻ cả đuôi rồng của nó. Xem ra nếu muốn va chạm với yêu thú cấp bá chủ dựa vào thân thể, thì hắn phải tu luyện Thương Long Cửu Biến đến cảnh giới cao hơn mới được. Dù sao Tử Điện Ma Long Điểu cũng không phải yêu thú bá chủ bình thường, nó cũng là dị chủng mang huyết mạch của long tộc. Thương Long Cửu Biến,
ngũ biến. 6 ngày sau, Lâm Nhất lột xác, khí huyết trên người cuồn cuộn như man thú thượng cổ. Nhưng khi bay lên trời đỡ một đòn của Tử Điện Ma Long Điểu vẫn bị đánh lùi về. Lần này còn thê thảm hơn, xương cốt trên người gãy lìa một nửa, tay phải thì gần như tàn phế. Nhưng đó là vì Tử Điện Ma Long Điểu thấy hắn hùng hổ quá, không cẩn thận sử dụng 5 phần công lực. Nhưng thân thể của Lâm Nhất cũng tiến bộ một cách rõ ràng, thương tích nặng như thế, chỉ nằm 3 ngày đã hoàn toàn hồi phục. Thương Long Cửu Biến, Lục Biến. Nửa tháng sau, Lâm Nhất và Tử Điện Ma Long Điểu giao thủ lần thứ 3, trên người hắn bây giờ đã có 54 tia Long Văn Tử Điện. Đòn tấn công chấn động đất trời, cuối cùng Lâm Nhất cũng không bị đánh bay, sau khi đáp xuống đất còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Hắn sử dụng huyết khí mạnh mẽ hấp thu toàn bộ dư âm cuồn cuộn, coi như đã tiến bộ lắm rồi. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, thân thể sừng sững của Tử Điện Ma Long Điểu vẫn khó mà rung chuyển như núi cao, không lùi dù là nửa bước. Tiểu tử, dường như ngươi vẫn luôn không dùng đến uy áp bá chủ. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, tiểu tử là cách gọi của hắn với Tử Điện Ma Long Điểu sau khi thân thiết. Nếu ngươi còn gọi ta là tiểu tử thì ta cũng không ngại cho ngươi nhìn thấy sự đáng sợ của huyết mạch cấp bá chủ đâu. Tử Điện Ma Long Điểu trừng Lâm Nhất, nó không hài lòng với cách gọi của Lâm Nhất lắm. Được, không gọi, không gọi nữa, tiểu tử, ta đồng ý với ngươi. Lâm Nhất cười khẽ, ung dung nói. Tử Điện Ma Long Điểu gầm lên một tiếng, nó vung cánh, như muốn nổi giận. Lâm Nhất cười ngượng ngùng, vội vàng tránh ra. Không dám nhiều lời nữa. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới hơi thở mạnh mẽ. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, phía xa có một luồng kim quang xuyên thủng trời, biến thành ngọn lửa nóng bỏng như ánh mặt trời. Tầng mây nơi nó đi qua đều bị tan chảy biến thành mưa to, ầm ầm rơi xuống. Vô cùng mạnh mẽ. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, đây là thực lực như thế nào mà gần như có thể đi trên không, biến mây thành mưa. Một tháng trước chính hắn ta đã đánh ta bị thương, không ngờ sau hắn ta khi bình phục, thực lực lại tiến bộ thêm một bước. Nếu ta nhớ không lầm, ở thế giới loài người các ngươi hắn ta được gọi là Viêm Long Tử, một trong tam tiểu vương của cổ vực Nam Hoa. Tử Điện Ma Long Điểu nhìn Lâm Nhất, cổ vũ tiểu tử, người phải nỗ lực hơn nữa mới được. Lâm Nhất cực kỳ chấn động, đây là thực lực của tam tiểu vương ở Nam Vực ư. Một chiêu đã đánh yêu thú đáng sợ như Tử Điện Ma Long Điểu trọng thương, không, bây giờ chắc hẳn càng đáng sợ hơn. Trên bầu trời, Viêm Long Tử đi xa rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Có lẽ sau khi bình phục, hắn ta cũng đã đi tìm vị trí của quả Viêm Long, không thu hoạch được gì nên mới bỏ đi. Viêm Long Tử, người này thuộc tông môn nào? Tiểu tử, người có biết không? Lâm Nhất hỏi. Có lẽ là Thiên Yêu Các. Trên người hắn ta có hơi thở yêu tộc rất mạnh, trong huyết mạch có thể tồn tại huyết mạch long tộc, hắn ta được gọi là Viêm Long Tử thì chắc cũng có nguyên nhân. Tử Điện Ma Long Điểu không muốn so đo cách Lâm Nhất gọi nó nữa, bâng quơ đáp. Người này thật sự rất mạnh. Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng lóe qua, nhìn hắn ta đi vội vàng như thế, nói không chừng là đang đi tới chiến trường yêu thú ở thành Mộ Kiếm. Trận đại quyết chiến kia sẽ không đến nỗi kết thúc quá nhanh. Rất khó để tưởng tượng, nếu như Viêm Long Tử xuất hiện trên chiến trường đó sẽ nhấc lên gợn sóng lớn cỡ nào ở thành Mộ Kiếm. Tiếp tục. Sự xuất hiện của Viêm Long Tử mang đến cho Lâm Nhất áp lực lớn lao, hắn cắn răng ăn hết một nửa quả Viêm Long còn lại. Khi nửa quả dị quả thân rồng bị nhét vào miệng, toàn thân Lâm Nhất đột nhiên bốc cháy hừng hực. Áo mặc ở thân trên lập tức bị đốt thành tro tàn. Trong mắt hắn có một ngọn lửa cháy hừng hực, nhìn vào chỉ thấy một màu vàng rực, máu trong cơ thể sôi trào như dung nham, lỗ chân lông toàn thân trào ra ngọn lửa màu vàng, thoạt nhìn như một hỏa nhân sắp cháy rụi. Khi thấy dược tính cuồng bạo và mãnh liệt này sắp lan rộng toàn thân, đốt cháy xương máu lẫn lục phủ ngũ tạng. Lâm Nhất hừ một tiếng, trong cơ thể vang lên tiếng rồng ngâm. Rư. Trong tiếng rồng ngâm rung trời, 54 hình long văn tử điện lập tức sống lại, nở rộ bên ngoài cơ thể cùng với thương long ấn như lôi mãng đang bò. Vô số dược tính hỏa diễm bí ẩn lập tức bị long văn luyện hóa, từng tia điện bay tán loạn quanh người Lâm Nhất.
Lực lượng lôi đình cuồng bạo cuốn theo gió lớn rít gào càn quét mây trắng đầy trời. Chỉ chốc lát sau, trên trời đã hội tụ lôi vân minh mông, cuồn cuộn như thủy triều. Ầm ầm, toàn thân Lâm Nhất được bao phủ bởi hỏa diễm kim sắc, trong cơ thể liên tục bắn ra uy áp lôi đình. Khi cuồng phong rít gào, những tia điện kia bị cuốn theo không ngừng xoay tròn. Sức mạnh phong lôi, đây là thần thông Thương Long thượng cổ. Tử điện ma long điểu lùi lại thật xa, thầm kinh hãi nhìn Lâm Nhất đứng ở trung tâm cơn lốc. Nó nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt hơi phức tạp, thật sự không thể hiểu người trẻ tuổi này. Lúc đó nó đang gặp nguy hiểm, với năng lực của đối phương có thể giết nó dễ dàng, thậm chí không cần ra tay thì nó cũng sẽ chết. Là một con yêu thú thiên phách cấp bậc bá chủ mang huyết mạch long tộc, đối với hắn yêu đan của nó có giá trị không hề thua kém quả viêm long này bao nhiêu. Nhưng tiểu tử này lại ra tay cứu nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Là vì lúc trước hắn đã cướp một giọt tinh huyết bản mệnh của nó ư. Ở trong mắt loài người, lẽ nào vẫn có trường hợp nợ ân tình của yêu thú chăng? Không suy nghĩ nữa, thật nhức đầu. Tử điện ma long điểu chậm rãi nhắm mắt lại, hai cánh rộng lớn ôm lấy người mình, dùng tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Phải nói rằng lần này Lâm Nhất có hơi điên cuồng, ăn cả một quả viêm long là quá nhiều. Nhưng 7 ngày sau, Lâm Nhất còn chưa luyện hóa hoàn toàn quả viêm long lại tiếp tục làm một chuyện điên cuồng hơn nữa. Hắn nuốt hết quả dị quả đầu rồng ẩn chứa phần tinh hoa nhất và tinh huyết viêm long thuần túy nhất của quả viêm long 3.000 năm. Một ngọn lửa vàng phóng thẳng lên trời, sau đó lan rộng ra xung quanh, đốt cháy toàn bộ lôi vân đen kịt trên bầu trời. Cả bầu trời nhìn như đang bốc cháy, cuồng phong rít gào, hỏa diễm ngập trời, sấm vang chớp giật, dị tượng đáng sợ khiến vạn vật trong núi viêm long đều kinh hãi. Thương Long cửu biến, phá, phá, phá. Ở trung tâm cơn lốc, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, ánh chớp đan xen toàn thân, trong hai mắt cô đọng sự sắc bén và ngoan cố xưa nay chưa từng có. Hắn muốn thừa thế xông lên, đột phá Thương Long cửu biến đến cảnh giới biến thứ 8. Hắn muốn luyện hóa hoàn toàn quả viêm long cực phẩm 3.000 năm này, không lãng phí một chút gì. Đây là cơ duyên mà tiền bối kiếm vô danh để lại từ 3.000 năm trước. Với tư cách là đệ tử Lăng Tiêu kiếm các, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không thể phụ kỳ ngộ này. Ngoài ra, sâu trong lòng hắn có một ngọn lửa đang thiêu đốt và nhiệt huyết bất tận đang sôi trào. Tấm lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi ấy muốn giao đấu với yêu nghiệt tuyệt đỉnh mạnh nhất của cổ vực Nam Hoa trong quần Long Thịnh Yến. Kiếm của hắn muốn tranh đấu với Tam Vương Thất Anh, cái tên kiếm táng hoa muốn tỏa ánh hào quang rực rỡ nhất của nó. Lâm Nhất ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng Thương Long cổ xưa không ngừng chảy xuôi trong cơ thể, cắn nuốt dược tính nồng đậm và tinh huyết viêm long trong quả dị quả 3.000 năm với khí thế cực kỳ điên cuồng. 10 ngày sau, ngọn lửa trên trời dần dần tiêu tán. Vào ngày này, Lâm Nhất mở mắt ra, một tia điện màu tím trong mắt lướt nhanh qua xuyên thủng hư không. Phù! Một tiếng thở ra thật dài phát ra từ miệng thiếu niên, ánh nắng chiếu xuống từ trên trời, dọi vào nửa thân trên trần trụi của Lâm Nhất. Cơ thể hắn không cường tráng như những võ giả luyện thể khác, bắp thịt nhấp nhô theo xương cốt, chắc nhưng không thô. Dưới ánh mặt trời, nó có cảm giác đường cong vô cùng bắt mắt. Nhưng cơ bắp thoạt nhìn rất cân xứng này chỉ cử động nhẹ đã tràn ngập sức bùng nổ, tựa như một con Thương Long cổ xưa sống dậy. Nổi bật nhất là những hình long văn màu tím trải rộng trên ngực Lâm Nhất. Sau khi đạt tới biến thứ 8, số lượng long văn tăng lên đến 72 hình, rất nhiều long văn đan xen vào nhau nhìn như có một con Thương Long quấn quanh trên người hắn. Khí tức cổ xưa nặng nề mang lại cho người ta cảm giác một ngạt vô cùng. Thình thịch, thình thịch. Khi tim đập, lực lượng Thương Long dồi dào chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, huyết khí cuồn cuộn như đại dương lập tức bắt đầu sôi trào. Lỗ chân lông toàn thân Lâm Nhất giãn nở, làn da tỏa ra ánh sáng tím long lanh, bao phủ bởi một lớp sương mù tím nhàn nhạt, hào quang lượn lờ. Thánh huy oanh nhiễu, tử vụ như hà. Dị tượng này lại xuất hiện trên người Lâm Nhất, nhưng lần này rõ ràng nó nhẹ nhàng hơn nhiều, có thể thao túng tự nhiên theo ý muốn. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy như mặt trời bị bao phủ trong ánh sáng mênh mông.
Luồng huyết khí bừng bừng kia như có thể hồi sinh vạn vật, chứa đựng sức mạnh của hy vọng và sự sống mới, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tinh thần phấn chấn. Tiểu tử, đấu vài chiêu nào? Lâm Nhất nhướng mày nhìn về phía tử điện Ma Long Điểu ở nơi xa, trong mắt bắn ra ý chí chiến đấu hừng hực. Tử điện Ma Long Điểu mở mắt ra nhìn Lâm Nhất, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, nó lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Uy áp thuộc về yêu thú thiên phách cấp bậc bá chủ bùng nổ trên người nó, ngay lập tức phả vào mặt. Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc. Vẻ hào hứng hiện lên trên mặt Lâm Nhất, hắn không chịu hồi kiếm ý, chỉ liên tục thôi động Thương Long Cửu Biến, chậm rãi bước về phía trước. Tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể không dứt, lớp sương mù tím nhàn nhạt trên người hắn lan rộng ra xung quanh, ánh hào quang càng thêm rực rỡ đẹp đến mức khiến người ta say mê. Lâm Nhất trong ánh hào quang trông như mặt trời từ từ dâng lên cao giữa màn sương mù tím. Vèo. Ngay sau đó, hai bóng dáng mạnh mẽ lao vào đánh nhau giữa không trung. Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, làm 72 hình long văn trên người đồng loạt dao động, bắt đầu đan xen vào nhau tựa như một con thương long sống lại. Grư. Đợi đến khi thương long ấn phát ra ánh sáng, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, tạo thành sóng âm đáng sợ giữa không trung, phá vỡ tầng mây trên bầu trời. Cơ thể khổng lồ như núi của tử điện Ma Long đều bị một chiêu này đánh lùi lại. Đợi sau khi đối phương đáp xuống, Lâm Nhất phung tay lên, sương mù quanh người tiêu tan, cười khẽ hỏi, chiêu này của ta so với Diêm Long Tử như thế nào? Tử điện Ma Long đều chống người bằng hai cánh, suy tư đáp, khó nói ngươi không sử dụng kiếm đạo, hắn ta cũng không sử dụng chân nguyên. Ta liều mạng với hắn ta, còn với người chỉ là luận bàn, rất khó so sánh. Có điều, người hẳn có tư cách tranh tài với hắn ta, thiếu sót duy nhất có lẽ là thực lực. Nhắc tới thực lực, thật sự không thể nào so sánh được. Dù sao 4 năm trước đối phương cũng là Tam Tiểu Vương, có trời mới biết mấy năm nay hắn ta đã nhận được thêm kỳ ngộ nào, nhưng Lâm Nhất cũng không quá tệ. Truyền thừa của hắn là Tử Diên Kiếm Thánh. Thiên phú kiếm đạo của hắn có 102 nam vực, thậm chí cả huyền hoàng giới cũng không ai có thể so sánh với hắn. Khi giao đấu chân chính, phong thái của kiếm khách thường sẽ khiến đối thủ đánh giá thấp họ và phải trả giá đắt. Hình như ta cũng có thể tu luyện công pháp này của ngươi. Tử điện Ma Long đều hơi chần chừ, nhưng nó vẫn mong chờ lên tiếng. Ồ! Lâm Nhất ngẩn ra, công pháp của nhân tộc cũng có thể cho yêu tộc tu luyện. Không thể nào. Nhưng sau khi nghĩ lại, nói không chừng thật sự có khả năng này. Thương Long Cửu Biến vốn được biến hóa từ Thương Long, tu luyện công pháp này cần phải luyện hóa máu Thương Long, sau đó còn cần tinh huyết bản mệnh của hậu duệ Long tộc. Nếu để cho tử điện Ma Long đều tu luyện thì có thể nói là bổ sung lẫn nhau, như hổ thêm cánh. Ít nhất không cần lo lắng vấn đề tinh huyết bản mệnh, bản thân nó đã mang huyết mạch Long tộc. Thậm chí còn có thể giúp cường hóa huyết mạch của nó. Khéo hơn ở chỗ đối phương cũng là yêu thú hệ lôi, có bản lĩnh khống chế sấm sét cực cao. Có lẽ là được, để ta dạy ngươi. Lâm Nhất đồng ý một cách sảng khoái đã vượt ngoài dự đoán của tử điện Ma Long Điểu. Thật à? Chẳng lẽ còn gạt ngươi? Lâm Nhất thở ơ cười, hắn đã nói dạy thì đương nhiên sẽ dạy. Tuy nhiên, 3 ngày sau, Lâm Nhất đã có chút hối hận rồi. Thật đáng sợ. Tốc độ tu luyện Thương Long Cửu Biến của tử điện Ma Long đều nhanh đến đáng sợ, chỉ trong vòng 3 ngày đã tu luyện đến biến thứ 4. Sau đó, Lâm Nhất ngạc nhiên khi phát hiện ưu thế của mình đã hoàn toàn biến mất, hắn bắt đầu bị đối phương hành hạ khi giao đấu. Bất kể hắn có dốc hết sức tu luyện cỡ nào đi nữa thì cũng không theo kịp tốc độ của tên kia, cuối cùng, vì bất đắc dĩ. Hắn phải sử dụng kiếm táng hoa mới miễn cưỡng đấu ngang tay với Ma Long Điểu. Tuy nhiên, dưới áp lực đáng sợ như vậy, thực lực của Lâm Nhất cũng tăng một mảng lớn, kiếm ý thông linh và Thương Long Cửu Biến không ngừng dung hợp. Vèo, vèo, vèo. Hôm nay, Lâm Nhất và tử điện Ma Long Điểu đã luận bàn xong, đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi thì thấy trên vòng trời, vài con yêu thú tộc chim chở võ giả nhân tộc bay ngang qua. Nhìn hướng mấy con chim kia bay thì hẳn là trở về từ thành Mộ Kiếm. Đây là lần thứ mấy rồi? Lâm Nhất lẩm bẩm, suốt mấy ngày nay,
mỗi ngày đều có nhân tài kiệt xuất cưỡi chim bay đi. Rất nhiều lần rồi, hẳn là thú triều ngàn năm khó gặp ở thành Mộ Kiếm đã kết thúc, những người này đều chuẩn bị quay về tông môn, Tử Điện Ma Long Điểu nói. Thú triều ngàn năm khó gặp cứ thế kết thúc rồi sao? Lâm Nhất có hơi bùi ngùi, dù sao hắn cũng không trải qua được trận đại quyết chiến cuối cùng. Có lẽ trong trận chiến đó có rất nhiều nhân tài kiệt xuất đột phá cực hạn, sẽ càng có nhiều tân tú xuất thế, thậm chí một trong tam tiểu vương Viêm Long Tử cũng đã trình diện rồi. Nhưng hắn đã bỏ lỡ vở kịch hay kia rồi, e rằng mọi người cũng đã sớm quên sự tích một kiếm tuyệt sát 10 con yêu thú của hắn. Tiểu tử, ta phải đi, Lâm Nhất đứng dậy, phủi phủi quần áo và khẽ nói. Ta đưa ngươi quay về Đại Tần, Tử Điện Ma Long Điểu nói. Không hay lắm đâu, Lâm Nhất cười gượng. Cưỡi một con yêu thú thiên phách cấp bá chủ về, đặc biệt là Tử Điện Ma Long Điểu có thể sánh với yêu thú bá chủ vương giả, e là trên đường đi sẽ dọa rất nhiều người. Nói không chừng, người không rõ tình hình sẽ cho rằng ngồi trên đó là một cao thủ cấp tinh quân. Có gì mà không tốt, đám chó mèo này, chỉ mới hàng phục được vài con chim trong thú triều mà đã hống hách ra oai, người nhất định không thể bại bởi bọn họ. Tử Điện Ma Long Điểu ra vẻ việc đáng làm vẫn phải làm, nó đứng thẳng dậy, dang rộng hai cánh, rồi cúi đầu xuống. Được, vậy cùng ta quay trở lại Lăng Tiêu Kiếm Các ở Đại Tần. Lâm Nhất co hơi giật mình, rồi bật cười ha hả, trong tiếng cười chứa đầy nhiệt huyết hào hùng vạn trượng của thiếu niên. Tấm màn thú triều ngàn năm khó gặp phủ xuống thành Mộ Kiếm, những nhân tài còn sống sót đều có thu hoạch, trong đó, những người nổi bật gần như đều hàng phục yêu thú tộc chim để làm tọa kỵ, dù sao thì cao thủ thiên phách muốn ngự không phi hành cũng cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên, sẽ không dễ dàng. Còn dưới thiên phách thì bất kể thân pháp có mạnh cỡ nào cũng không phi hành trong thời gian dài được. Có một con yêu thú dùng để phi hành quả thật rất tiện, nói theo một góc độ nào đó, việc này cũng đủ để chứng minh thực lực bản thân. Bởi lẽ không phải ai cũng có thể thuần phục yêu thú trong thú triều để làm tọa kỵ, phải cần có thực lực hoặc tu vi áp đảo mới làm được. Nếu không, dù ngươi có thể giết chết đối phương cũng chưa chắc khiến nó thuần phục. Khi thú triều chấm dứt, thỉnh thoảng sẽ có nhân tài kiệt xuất lập nhóm rời khỏi lãnh thổ Lôi Châu, các võ giả bản địa đã tập mãi thành quen. Ít nhất thì người của thành Thiên Lăng đã thấy việc này quá nhiều. Mỗi khi những yêu thú này bay ngang qua thành Thiên Lăng đều sẽ tạo thành chấn động không nhỏ. Hôm nay, trên bầu trời thành Thiên Lăng lại có hơn 10 con yêu thú phi cầm khổng lồ bay lượn trong tầng mây, những cái bóng khổng lồ che kín cả tòa thành. Mạnh thật, toàn là yêu thú phi cầm cảnh giới âm dương. Nếu không có trận thú triều ngàn năm khó gặp này, e là khó mà có cơ hội hàng phục đám yêu thú phi cầm này. Ngày thường, chúng rất linh hoạt. Đừng nói là hàng phục, muốn bắt được để nuôi nhốt cũng là chuyện khó khăn trùng trùng. Đáng tiếc, tân tú thành Thiên Lăng của chúng ta đều bị Lâm Nhất giết chết, nếu không, trong trận thú triều này, chắc chắn Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm cũng sẽ tỏa sáng. Nói không chừng còn có thể hàng phục được mấy con yêu thú phi cầm, tăng thêm thể diện cho thành Thiên Lăng đấy. Trong thành, cửa sổ của tất cả các tòa nhà, lầu gác đều đầy ắp người. Bọn họ ngóng nhìn đám yêu thú phi cầm đang bay về phương xa với ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Dù sao thì nhìn từ góc độ nào cũng thế, có được một con yêu thú phi cầm cảnh giới âm dương quả thật là chuyện rất đáng tự hào. Trong bầy yêu thú trên trời, họ đang ngồi ngay ngắn trên lưng yêu thú, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Nhìn thấy đám người dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, họ cười nhếch mép, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Họ rất ăn ý. Đồng loạt vỗ lưng yêu thú mình đang ngồi, cố ý giảm tốc độ. Có được một con yêu thú phi hành tượng trưng cho thực lực và thân phận, sẽ không ai bằng lòng bỏ qua cơ hội này xuất hiện trước mặt mọi người. Ở nơi hoang vu sẽ không ai có ý tưởng này, nhưng đến thành trì đông người, đặc biệt là thành trì lớn như thành Thiên Lăng, họ đương nhiên phải khoe khoang một phen. Thành Thiên Lăng, ta nghe nói hình như các tân tú của thành trì này đều bị giết chết bởi cùng một người. Trong bầy yêu thú phi hành, một thanh niên áo tím ngồi trên lưng một con thiết giác điêu dẫn đầu. Hắn ta là tân tú của Tử Lôi Tông, tên là Mộc Hàn, đang cùng các nhân tài kiệt xuất thành Lôi Châu chạy đến sau khi Lâm Nhất đi. Hắn ta đã tỏa sáng rực rỡ trong trận quyết chiến cuối cùng, thực lực khá mạnh,
nhiều lần chém giết đột phá tại chỗ, thu hoạch cực lớn. Con thiết giác điêu cảnh giới âm dương đại thành này bị hắn ta mạnh mẽ áp đảo, chỉ sau 10 chiêu đã dễ dàng thu phục nó. Sau khi nghỉ ngơi ở thành mộ kiếm, hắn ta đang trên đường trở về tông, có thể nói là phong thái ngời ngời. Hi hi, Mộc huynh đúng là hiểu sâu biết rộng. Vốn dĩ thành Thiên Lăng có thất đại tân tú, nhưng tất cả họ đều đã bị công tử Táng Hoa Lâm Nhất làm thịt rồi. Lâm Nhất cũng được coi là một cao thủ. Trước khi chúng ta đi, hắn từng có chiến tích giết chết 10 con yêu thú bán bộ thiên phách bằng một chiêu kiếm, khá lợi hại. Đúng vậy, thậm chí đến cả hám thiên ma viên cấp bậc bá chủ cũng chết trong tay hắn. Có thể nhìn ra được những người đi cùng đều rất khách sáo với Mộc Hàn. Dù sao hắn ta cũng xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ Tử Lôi Tông, bản thân có thiên phú bất phàm, thực lực lại mạnh, kết bạn với hắn ta không có hại. Mộc Hàn cười khẩy, giết chết hám thiên ma viên. Chắc là nói phét đấy, chuyện gì không được tận mắt chứng kiến không thể coi là thật. Về phần giết chết thất tú thiên lăng càng không là gì cả, đó chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Đúng vậy, ta nghe nói là nhờ thơm lây Tần Dương của Huyền Dương Điện. Tần Dương là yêu nghiệt tuyệt đỉnh, hắn ta đánh hám thiên ma viên trọng thương sau đó bị tiểu tử kia nhặt của hời. Ta cũng đã nghe nói về việc này, nếu không phải do Tần Dương rộng lượng, không muốn ra tay với hậu bối thì đã đánh cho tên công tử Táng Hoa gì đó tàn phế từ lâu rồi. Hầu hết mọi người nghe vậy đều hùa theo cười mỉa, chỉ có số ít người từng được chứng kiến phong thái của Lâm Nhất cười gượng vài tiếng, nhưng cũng không phản bác. Rầm, rầm, rầm. Bỗng nhiên, yêu thú phi hành của họ run rẩy kịch liệt, lắc lư giữa không trung, trông có vẻ sợ hãi và lo lắng. Các nhân tài kiệt xuất trên lưng yêu thú lập tức biến sắc mặt, đồng loạt ra tay kiểm soát yêu thú của mình. Nhưng dù họ có trấn áp thế nào, bầy yêu thú phi hành này vẫn cứ sợ hãi, hoảng loạn, không ngừng kêu và liều mạng giãy giụa. Có chuyện gì thế? Lũ súc vật này bị sao vậy, cả đám đều không nghe sai khiến. Mộc huynh, huynh mau nhìn kìa. Vào lúc này, có người kinh ngạc nhìn lên phía trên, không biết từ khi nào lại có mây đen dày đặc bay qua như thủy triều. Thú triều chưa kết thúc sao? Các nhân tài kiệt xuất vừa mới trải qua thú triều, trong mắt đều thoáng hiện vẻ bất an, đây không phải là tin tốt. Trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp vừa rồi, họ đều thu hoạch được rất nhiều, sống sót được cũng nhờ may mắn, họ không muốn trải qua thêm một lần nữa. Không đúng. Mộc Hàn bình tĩnh đáp, đây là Lôi Vân, không phải Ma Vân. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, một bóng dáng khổng lồ bay tới nhanh như chớp từ phía sau, nháy mắt đã vượt qua đám người này. Vào khoảnh khắc này, yêu thú phi hành của họ đều run bần bật, sợ tới mức rơi xuống. Cả đám nhân tài kiệt xuất đều tái mặt, nếu rơi xuống từ độ cao này, e rằng không chết thì cũng bị thương nặng. Lúc này, trên lưng bóng dáng khổng lồ bay qua nhanh như chớp kia có người ngoảnh đầu lại nhìn. Trong ánh hào quang lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, dấu ấn màu tím trên ấn đường cực kỳ bắt mắt. Trước ánh mắt của Lâm Nhất, bầy yêu thú phi hành đang bị hoảng sợ này miễn cưỡng bình tĩnh lại, không để đám nhân tài kiệt xuất này rơi xuống. Nhưng tất cả họ đều chưa hoàn hồn lại, tim đập loạn xạ. Họ nhìn về phía trước, kinh ngạc không nói nên lời, một lát sau mới có người run rẩy lên tiếng, yêu thú thiên phách cấp bậc bá chủ. Con tử điện ma long điểu mà người bí ẩn đang ngồi đúng là một con yêu thú thiên phách cấp bậc bá chủ, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Họ lập tức bồn chồn lo sợ, không dám manh động. Đúng lúc này, trong thành Thiên Lăng đột nhiên có 5 bóng người vọt lên, khí tức của mỗi bóng người đều cực kỳ khủng khiếp. Tất cả đều là cao thủ thiên phách, hơn nữa không phải thiên phách bình thường, khí tức của họ nặng nề như đại dương mênh mông. 5 người đồng loạt xuất hiện, ngay cả Lôi Vân dày đặc trên trời cũng ngừng bay. 5 người này chính là gia chủ của 4 gia tộc lớn ở thành Thiên Lăng và tông chủ Tiêu Vân Tông, có thể nói họ là những người có sức chiến đấu mạnh nhất thành Thiên Lăng. Không còn cách nào khác, bởi vì tên tuổi của Tử Điện Ma Long Điểu quá vang dội, sau khi tu luyện Thương Long Cửu Biến thực lực lại tăng vọt, gần như có thể so sánh với yêu thú cấp bậc vương giả, thậm chí còn mạnh hơn, có thể gọi là dị chủng tuyệt thế. Uy áp ngập trời kia gần như bao trùm cả thành Thiên Lăng.
năm người họ là người thống trị hiện tại của thành Thiên Lăng, phải đứng ra thăm dò, ít nhất phải biết là địch hay bạn. Khi bọn họ ngăn cản trước mặt Tử Điện Ma Long Điểu, bọn họ lập tức nhận ra đây là con yêu thú thiên phách cấp bá chủ trong núi Viêm Long. Nhưng dường như không giống lắm, khí thế trên người Tử Điện Ma Long Điểu này đáng sợ hơn, thân thể cao to, còn có từng tia long văn màu tím dữ tợn lượn quanh, chứa đựng uy thế kinh khủng. Nhưng đây không phải điều kinh khủng nhất, điều kinh khủng nhất ở đây là trên lưng nó có một vầng sáng, thánh huy lượn vòng, quấn quanh điện quang màu tím. Có người. Tâm trạng của năm ông lão lập tức trở nên nặng nề, tông chủ Tiêu Vân Tông cất lời với nét mặt u ám, mạo muội hỏi tiền bối là thần thánh phương nào, sao lại điều khiển yêu thú đến thành Thiên Lăng. Sắc mặt của bốn gia chủ khác cũng khá khó coi, bọn họ cũng không ngờ rằng trên lưng Tử Điện Ma Long Điểu còn có người. Nếu biết trước như thế thì đã không dám ra mặt rồi. Ai nấy đều thấy thấp thỏm bất an, rất sợ người này nói ra những lời quá đáng. Cường giả có thể điều khiển Tử Điện Ma Long Điểu, chỉ nghĩ thôi đã thấy sởn gai óc, nếu người này có thù oán với thành Thiên Lăng, thì chắc chắn tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông sẽ gặp phải họa lớn, muốn chạy cũng không có chỗ để chạy. Mấy người thầm cầu nguyện là tốt nhất người này chỉ đi ngang qua, tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì. Hai bên đối diện nhau, khiến bầu không khí của thành Thiên Lăng trở nên rất nặng nề, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm lên phía trên. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, không ngờ yêu thú thiên phách cấp bá chủ như Tử Điện Ma Long Điểu lại bay khỏi núi Viêm Long để đến thành Thiên Lăng. Lúc nghe thấy lời của tông chủ Tiêu Vân Tông, sắc mặt mọi người lại tiếp tục thay đổi, trên người Ma Long Điểu còn có người. Đúng là thú vị, ngay cả Lâm Mỗ mà tứ đại gia tộc và tông chủ Tiêu Vân Tông của thành Thiên Lăng cũng không nhận ra. Lúc này, ánh sáng trên lưng Ma Long Điểu dần biến mất, một bóng người chậm rãi đứng dậy. Người đó mặc áo xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm, mi thanh mục tú, khí phách anh tuấn, có khí chất tựa thần tiên, đó là một khuôn mặt tất cả mọi người ở thành Thiên Lăng đều có thể nhận ra. Lâm Nhất. Hắn nói chuyện không lớn, nhưng lại vang vọng khắp cả thành Thiên Lăng. Mộc Hàn trên lưng thiết giác điều sợ hết cả hồn, suýt thì rơi xuống đất. Không ngờ lại là Lâm Nhất, người thần bí trên lưng yêu thú thiên phách cấp bá chủ chính là Lâm Nhất mà hắn ta khinh thường trước đây. Tông chủ Tiêu Vân Tông há hốc mồm, trợn tròn mắt, hoàn toàn nói không nên lời, ngây người đứng ở đó. Sắc mặt của bốn gia chủ còn lại cũng không ngừng thay đổi, vô cùng đặc sắc, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không đoán ra được Lâm Nhất ngồi bên trên. Lạc Thủy Thượng Nhân đang đứng trên đỉnh núi Lạc Thủy quan sát chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Tử Điện Ma Long Điểu kia có huyết mạch long tộc, chính là dị tộc, huyết mạch vô cùng cao quý. Còn có thể xem như yêu thú hàng đầu ở toàn bộ cổ vực Nam Hoa. Trước đây ông ta từng muốn thu phục nó làm yêu thú bảo vệ núi, nhưng tiếc là con yêu thú này rất thông minh xảo trá. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở của ông ta, nó sẽ chạy xa, trốn trong cấm địa trên núi không ra mặt. Sau mấy lần như thế, Lạc Thủy Thượng Nhân cảm thấy phiền phức nên cũng từ bỏ suy nghĩ đó, với thực lực của ông ta muốn thuần phục con Ma Long Điểu này chỉ cần tốn chút sức là được. Nhưng ông ta là người kiêu ngạo, cảm thấy nếu con Ma Long Điểu này đã không thích ông ta, thì ông ta cũng lười quan tâm đến nó. Có điều ông ta không thể ngờ rằng nó lại đi theo Lâm Nhất, hơn nữa ông ta thực lực hơn người, vừa nhìn đã biết Tử Điện Ma Long Điểu sắp thăng lên yêu thú vương giả rồi. Ông ta không thích Lâm Nhất cho lắm, cũng không xem trọng hắn, cũng chỉ giữ sự khách sáo ngoài mặt mà thôi. Nhưng không biết tiểu tử này có ma lực gì. Đế nữ trung tình với hắn thì thôi đi, ngay cả Tử Điện Ma Long Điểu sắp thăng cấp thành yêu thú vương giả cũng đi theo hắn. Cái quái gì vậy? Khóe miệng Lạc Thủy Thượng Nhân khẽ giật giật, không nhịn được chửi tục một câu không phù hợp với hình tượng của ông ta. Lạc Thủy Thượng Nhân vẫn ổn, dù sắc mặt ông ta có khó coi đến mấy, người ngoài cũng không thể nhìn thấy. Mấy người nhóm tông chủ Tiêu Vân Tông đang chặn đường Lâm Nhất trên không trung đều tỏ vẻ lúng túng. Bọn họ không ngờ rằng mình sẽ bị mất mặt như thế dưới ánh nhìn của rất nhiều người, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không ai ngờ rằng người thần bí trên lưng Ma Long Điểu lại là Lâm Nhất. Lâm Nhất giết chết gần hết Thất Tú Thiên Lăng, khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Bọn họ nhớ lại dáng vẻ nơm nớp lo sợ, thấp thỏm bất an trước đó lại cảm thấy rất mất mặt.
đặc biệt là tông chủ Tiêu Vân Tông, ông ta trợn tròn mắt, không ngờ tiền bối mà ông ta nói lại là Lâm Nhất. Trò cười này thật sự không buồn cười cho lắm, tên chết tiệt, người đến Thành Thiên Lăng của ta làm gì, còn ngại chúng ta chưa đủ mất mặt à? Sắc mặt đám người Tiêu Vân Tông đỏ bừng, bọn họ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên, giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Ta từ núi Viêm Long rời khỏi Lôi Châu, nhất định phải đi ngang qua Thành Thiên Lăng thì đã sao? Ngay cả đi ngang qua cũng không được à? Trên lưng Tử Điện Ma Long Điểu, Lâm Nhất nhìn xuống mấy người kia, cười khẩy không thôi. Tiểu kiếm nô, ngươi muốn chết à? Giết con của ta thì thôi đi, còn chạy đến làm nhục ta, ngươi tưởng rằng một có một con Tử Điện Ma Long Điểu thì thích làm gì làm sao? Sắc mặt gia chủ Trần gia cực kỳ khó coi. Trần Tử Ngọc chết trong tay đối phương, nếu không phải vì kiêng kỵ Lạc Thủy Thượng Nhân, ông ta đã sớm giết chết Lâm Nhất rồi. Nào ngờ, bản thân không đến tìm hắn gây rối thì thôi đi, tên này lại chủ động đến làm nhục bọn họ. Đám người này lòng dạ hẹp hòi, vốn không để tâm đến lời Lâm Nhất, một mực khăng khăng đối phương cố ý dùng Tử Điện Ma Long Điểu đến gây hấn. Ông không nói thì ta đã sớm quên mất chuyện nhỏ nhặt này rồi, tuy nhiên, có một việc ông nói rất đúng, trước mặt Tử Điện Ma Long Điểu, lão già như ông chẳng khác nào một tên phế vật cả. Dứt lời, sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lẽo, sát ý trong mắt lóe lên. Với hắn, chém giết Thất Tú Thiên Lăng là để trút hết cơn giận trong lòng, cũng coi như chấm dứt ân oán. Nhưng nếu người khác đã chủ động tìm tới gây chuyện, còn há miệng ngậm miệng kiếm nô, vậy thì hắn cũng không ngại dạy cho đám người này một bài học. Cảm nhận được sát ý của Lâm Nhất, uy áp trên người Tử Điện Ma Long Điểu phút chốc bộc phát. Từng sợi long văn tử điện to lớn mà dữ tợn bao quanh người nó bắt đầu di chuyển điên cuồng, trên vòng trời, lôi vân có khí thế phải mấy người mới cản nổi bỗng trở nên cuồng bạo. Phút chốc, lôi vân đen kịt liền hung hăng khuếch tán, bao phủ toàn bộ vùng trời này, một tia nắng mặt trời cũng không xuyên qua được. Điều kinh khủng nhất chính là khí thế phát ra từ long văn tử điện đang di chuyển khắp người Tử Điện Ma Long Điểu càng khiến uy áp bá chủ của nó trực tiếp tăng vọt lên cấp vương giả. Khí thế khủng bố khiến lòng người hoảng sợ kia nhanh chóng bắn nát uy áp phát ra từ năm vị cao thủ thiên phách, khiến bọn họ lảo đảo giữa không trung. Đáng chết, từ khi nào xúc sinh kia trở nên mạnh mẽ như vậy? Đám người biến sắc, ánh mắt khi nhìn Tử Điện Ma Long Điểu lộ rõ sự hoảng sợ. Tông chủ Tiêu Vân Tông vội nói, Lâm công tử, có chuyện từ từ nói, từ từ nói. Không phải ngươi chỉ đi ngang qua thôi sao, giờ chúng ta sẽ nhường đường cho ngươi. Tiêu rồi. Gia chủ Trần gia biến sắc, vội quay người bỏ chạy. Nhưng một khắc sau, sắc mặt ông ta lộ rõ sự kinh hoàng khi phát hiện dưới uy áp của yêu thú thiên phách cấp vương giả, dường như ông ta bị giam cầm trong khoảng không gian này, chỉ xoay người một cái thôi cũng cực kỳ gian nan. Đáng chết! Gia chủ Trần gia tức giận mắng một tiếng, bị buộc phải ra tay. Giữa không trung quanh quẩn tiếng nổ mạnh, gia chủ Trần gia như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đất, mà lôi mang tử điện vẫn tiếp tục khuếch tán như sóng nước, khiến bọn người tông chủ Tiêu Vân Tông biến sắc, cả bọn điên cuồng ra tay nhưng vẫn bị chấn cho hộc máu. Gia chủ Trần gia rơi xuống đất khiến kiến trúc trong vòng 10 dặm quanh đó bị chấn sập. Thành Thiên Lăng to như vậy nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được dư chấn. Sao có thể như thế? Gia chủ Trần gia đã chết rồi sao? Lâm Nhất, sao hắn lại đến nữa rồi? Thật đáng sợ, ai có thể ngăn được hắn đây? Má, sao lúc trước đám người này lại trêu chọc hắn làm gì? Rốt cuộc chọc phải con quái vật gì hả? Cảnh tượng khủng bố trên bầu trời rơi vào tầm mắt người dân trong thành. Bầu không khí hoảng sợ lan ra khắp tòa thành. Cảm nhận được uy áp kinh khủng, mỗi người đều ngồi chết chân tại chỗ, run rẩy không thôi, e sợ Lâm Nhất sẽ đại khai sát giới. Dù sao Thành Thiên Lăng không mấy thân thiện với Lâm Nhất, kể từ khi hắn đến đây, bọn họ vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo. Ngày đó, khi nghe tin Lâm Nhất chết trong tay Trần Tử Ngọc, Thành Thiên Lăng đã xôi trào một phen, bọn họ còn gieo hò một thời gian dài. Giờ phút này, bọn họ đã thật sự hoảng sợ, nỗi sợ và bất an lan tràn trong lòng. Tuy nhiên, rõ ràng là đám người này có tật giật mình. Trên lưng Tử Điện Ma Long Điểu, sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng,
hắn thờ ơ nhìn mấy người tông chủ Tiêu Vân Tông. Có người buông lời ngang ngược, cho kẻ đó một bài học là được, những người trước mắt đều đã cúi đầu, hắn đánh chó cùng đường cũng không có ý nghĩa gì. Tử điện ma long điểu xải đôi cánh khổng lồ gần 100 mét, những đường long văn tử điện truyền vào hai cánh, lập tức trên cánh có nhiều đường vân kinh mạch phát sáng lấp lánh, giống như pha lê rực rỡ chói mắt. Đường vân với ánh sáng chói mắt đó đan xen trên cánh rồng, nháy mắt đã khuấy động sức mạnh phong lôi vô tận. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang vọng bầu trời, luồng khí dồi dào không ngừng tích lũy trên hai cánh. Đi. Lâm Nhất bình thản nói một câu. Ầm. Giờ phút này, gió lớn nổi lên, tiếng rồng kêu không ngừng. Thổi cho bọn họ mở mắt không ra, suýt chút nữa bị thổi bay ra ngoài. Đợi mấy người tông chủ Tiêu Vân Tông đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn lên thì Lâm Nhất đã đi theo tử điện ma long điểu bay xa mấy trăm dặm. Trên bầu trời thành Thiên Lăng, các nhân tài xuất chúng nấp trong góc run rẩy nhìn Lâm Nhất đi xa nhanh như chớp, ai nấy há hốc miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Khí phách quá, một người địch một thành. Nhất là Mộc Hàn, hắn ta nhìn thiết giác điêu mà mình cưỡi, so sánh với tử điện ma long điểu đúng là không bì kịp. Người ta cưỡi là con rồng, con vật hắn ta cưỡi còn không tính là gà đất. Chênh lệch lớn quá. Mộc Hàn nói, vẻ mặt vô cùng bối rối. Cứ vậy để hắn đi sao? Giữa không trung, mấy gia chủ thấy bóng dáng Lâm Nhất đi xa dần, có chút phẫn nộ bất bình, ấm ức quá. Không thì sao? Tông chủ Tiêu Vân Tông liếc mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói, tử điện ma long điểu đã là yêu thú thiên phách cấp vương giả. Ngươi vốn không biết nó đáng sợ thế nào, kết cục của Lão Trần ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Lão Trần đã chết hay chưa? Nhắc tới gia chủ Trần gia, rốt cuộc cũng có người nhớ tới vấn đề này. Chưa chết cũng đừng nên xen vào, loại người này sau này không cần quan tâm. Năm xưa, gia tộc Lão Trần đắc tội với Lâm Nhất thảm nhất. Nhìn kết cục của ông ta bây giờ, Lâm Nhất là người có thù tất báo, ai biết sau này có giết sang đây hay không? Trên lưng tử điện ma long điểu, Lâm Nhất nhìn xa xăm, sau đó nói, tiểu tử, nhanh lên một chút, xin ngươi đấy. Ầm, hắn vừa dứt lời, trong mắt tử điện ma long điểu lóe lên ánh chớp, hai cánh vỗ đập, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Nó xuyên qua tầng mây, cứ như đuổi theo trăng sao, thoáng chốc bỏ lại một vùng sơn hà ở phía sau. Nửa tháng sau, ở Đại Tần, trước của núi Lăng Tiêu Kiếm các dòng người đông đúc. Bầu không khi dương cung bạt kiếm. Văn Ngạn Bác, môn chủ mới lên của Hỗn Nguyên môn vẻ mặt âm trầm, dẫn theo cao thủ trong môn phái giết tới với khí thế hùng dũng. Trước cửa núi, Lạc Phong trưởng lão đứng đầu kiếm các có vẻ mặt khó coi. Không biết Văn Ngạn Bác này dùng cách gì mà nửa năm trước đã thăng cấp lên thiên phách, trở thành cao thủ mạnh nhất của đế quốc Đại Tần. Ông ta hùng dũng tiếp nhận vị trí môn chủ. Đưa Hỗn Nguyên môn lên thành môn phái đứng đầu trong tứ đại tông môn, hoành hành vô kỵ, khiến những tông môn khác phẫn nộ mà không dám nói. Nhất là bọn họ luôn nhắm vào Lăng Tiêu kiếm các không được sống yên ổn ngày nào. Phong mang của Hỗn Nguyên môn thật sự quá sắc bén, buộc Mai Hộ Pháp không thể không bế quan sớm, chuẩn bị phá vỡ vách ngăn cảnh giới. Sau khi Mai Hộ Pháp bế quan, Văn Ngạn Bác càng hùng hổ dọa người, chiếm đoạt nhiều lợi ích vốn thuộc về kiếm các. Sau khi biết Tả Vân quay về kiếm các, ông ta lấy đó làm lý do đòi kiếm các giao nộp người, nếu không sẽ san bằng Lăng Tiêu kiếm các, vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ, ông ta đã đến đòi người lần thứ ba. Lạc Phong, mau giao Tả Vân ra đây, kiếm các của ngươi cũng to gan thật, kẻ phản bội khi sư diệt tổ của Hỗn Nguyên môn bọn ta mà ngươi cũng dám thu nhận, chán sống rồi sao? Vẻ mặt Văn Ngạn Bác lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Lạc Phong trầm giọng nói, Tả Vân là Lâm Nhất mời đến đây, ngươi đừng nằm mơ nữa, kiếm các bọn ta bảo vệ rồi. Lâm Nhất, ha ha, thằng nhóc đó không về còn được, nếu hắn về, ta sẽ bắt hắn quỳ trước ta giống như một con chó ngay trước mặt các ngươi. Sau khi Văn Ngạn Bác đột phá thiên phách thì vô cùng kiêu căng, khẩu khí cũng lớn vô cùng, lạnh lùng cười nói, thằng chó đó còn muốn tham gia quần long thịnh yến. Một tay ta là phế được hắn rồi. Ông ta và Lâm Nhất có thể nói là thù sâu oán nặng, Hỗn Nguyên môn đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi dưới tay Lâm Nhất.
công tử nham tâm đồ đệ thân yêu của ông ta còn chết thảm trong tay Lâm Nhất trong cuộc tranh tài Long Môn. Ông đừng nói nữa, ta đi theo ông. Tả Vân một đường vội vã chạy tới đây từ Lạc Già Sơn, trên mặt hiện rõ vẻ muộn phiền, thực sự không ngờ chuyến này lại mang nhiều phiền phức đến cho Lăng Tiêu Kiếm Các như vậy. Không được. Vẻ mặt Lạc Phong trưởng lão thay đổi, vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản Tả Vân. Không được, không biết tự lượng sức. Phong mang bậc ấy đúng là vô địch. Đệ tử và trưởng lão của Hỗn Nguyên Môn nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Đây chính là thực lực của cao thủ thiên phách. Nhiệt đồ, còn không lăn tới đây cho ta. Trong uy áp cuồng bạo, ánh mắt Văn Ngạn Bác ngạo nghễ, bỗng nhiên quát lên. Sóng âm đáng sợ làm cho màng nhĩ nhiều người của kiếm các đau đớn không thôi, sắc mặt của Tả Vân cực kỳ khó coi. Còn không di chuyển, xem ra ta phải cho ngươi biết một chút thủ đoạn mới được, vậy thì quỳ xuống bỏ qua đây đi. Văn Ngạn Bác không hề kiêng dè cười dữ tợn, vung tay muốn đánh nát hai đầu gối của Tả Vân. Ầm. Nhưng đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, giống như có ngọn núi to lớn đổ ập xuống mặt đất, khiến cả đất trời rung chuyển. Lão già, ông dám động vào một sợi tóc của hắn, Lâm Nhất ta diệt cả môn phái ông. Trên vật khổng lồ ấy, một bóng người màu xanh, lưng đeo hộp kiếm chậm rãi đứng dậy. Thiếu niên dung mạo như ngọc, mắt ngọc mày ngài, anh tuấn như yêu, dáng vẻ vẫn không đổi, chỉ là giữa mi mày càng đầy phong mang, không phải Lâm Nhất thì là ai? Lâm sư đệ. Người của Lăng Tiêu Kiếm Các lập tức sôi trào nhiệt huyết. Ngày hôm nay, lãng tử về nhà, ngày hôm nay, Lâm Nhất về tông. Không ai có thể ngờ đến, vào thời khắc quan trọng này, Lâm Nhất lại trùng hợp về đến tông môn. Lời nói đầy khí phách ấy càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lão già, ông dám động vào một sợi tóc của hắn, ta diệt cả môn phái ông. Lời nói chứa đựng sát ý lạnh lùng sắc bén, hùng hồn mạnh mẽ, vang vọng không ngừng giữa núi rừng, đinh tai nhức óc. Lâm Nhất về rồi sao? Người của Hỗn Nguyên Môn kinh ngạc vô cùng, Văn Ngạn Bác cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại cười dữ tợn, đến đúng lúc lắm, ta đang buồn không gặp được tên phế vật này. Lâm Nhất ở đâu, ta phế hắn. Môn chủ, hình như có điều không đúng lắm. Văn Ngạn Bác vừa định nổi giận, lập tức phát hiện có điều không đúng, vật khổng lồ ở phía sau Lâm Nhất là cái quái quỷ gì. Tử điện ma long điểu quá to lớn. Nó cao đến hơn trăm trượng, ở khoảng cách gần hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng, phải ngửa đầu lên mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Khi đường nhìn của Văn Ngạn Bác dần dần di chuyển lên trên, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Khi ánh mắt ông ta dừng trên đỉnh đầu tử điện ma long điểu, sắc mặt thoát cái tái nhợt. Gào! Tử điện ma long điểu khẽ cúi đầu, gào lên một tiếng, sóng âm đáng sợ hòa lẫn với uy áp to lớn. Văn Ngạn Bác biến sắc. Lập tức bị đè cúi người xuống khó mà đứng dậy. Đệ tử và trưởng lão khác của Hỗn Nguyên Môn đều nôn ra máu, bị đánh bay ra xa. Tất cả bị hất văng lên núi đá gần đó, xương cốt suýt vỡ nát sau cú va chạm, rơi xuống đất rồi thì đau đớn chết đi sống lại. Bộ dạng đó thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn không còn sự kiêu căng trước kia. Chuyện này, đây là yêu thú mà Lâm sư đệ thu phục sao? Đáng sợ quá đi. Đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các mở to mắt không dám tin chứng kiến tất cả, thổi một hơi đã tiêu diệt hầu hết người của Hỗn Nguyên Môn. Yêu thú này rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Lạc Phong trưởng lão chống người dậy, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Với tầm nhìn của ông ta mà cũng không nhìn ra lai lịch của con yêu thú này, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không thể nhìn thấu. Tử điện ma long điểu. Đồng tử của Tả Vân đột ngột co rụt lại, trong lòng chấn động vô cùng. Tầm nhìn của hắn ta không phải người khác có thể sánh bằng. Sâu trong nội tâm dậy sóng, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung chuyện này là thế nào. Tử điện ma long điểu, hung thú cấp bá chủ danh tiếng lẫy lừng, sao lại đi theo Lâm Nhất? Tiểu tử, đừng nóng nảy như vậy, dọa người ta sợ chết kìa. Lâm Nhất nhìn Văn Ngạn Bác run lẩy bẩy, cúi người không dậy được, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt cực kỳ lạnh nhạt. Một lúc lâu sau, Văn Ngạn Bác mới kinh hãi đứng dậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
nhưng quay đầu nhìn trưởng lão của môn phái mình nằm dưới đất cứ như lợn chết, sắc mặt ông ta lập tức xa sầm. Mấy vị trưởng lão cứ vậy bị phế, các đệ tử thì càng thảm, đã sớm không còn sự sống. Lâm Nhất, ngươi muốn chết. Văn Ngạn Bác hít ngược hơi khí lạnh, một khắc sau đùng đùng nổi giận, lửa giận công tâm, lập tức bị sự thù hận che mờ mắt. Đệ tử theo ông ta đến đây đều đã chết hết, còn chết ở trước mặt ông ta, bọn họ đều là tinh nhuệ của Hỗn Nguyên môn đấy. Hai mắt ông ta tỏa ra sát ý lạnh lùng sắc bén, bất chấp tất cả, xông thẳng đến chỗ Lâm Nhất. Không biết tự lượng sức. Trong lòng Lâm Nhất cười nhạt không thôi, hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Không biết Văn Ngạn Bác sử dụng thủ đoạn gì thăng lên thiên phách, căn cơ nội tình vô cùng kém cỏi. Trình độ thiên phách thế này rơi vào thú triều nghìn năm hiếm có, tùy tiện một cảnh giới âm dương viên mãn đỉnh phong là có thể thắng áp đảo ông ta. Thậm chí còn không cần đến yêu nghiệt bán bộ thiên phách, thế thì đánh giá cao ông ta quá. Thương Long cửu biến, biến thứ 8. Ngay lúc ông ta sắp xiết tới nơi, năm ngón tay Lâm Nhất hợp lại, chỉ dùng 30 đường Long Văn Tử Điện giữ tợn, đánh ra một quyền nhanh như chớp. Phụt. Song quyền chạm nhau, gần như chỉ trong nháy mắt, khóe miệng Văn Ngạn Bác tràn máu, bị đánh bay ra xa. Sau khi ông ta rơi xuống đất, phải lùi lại đến mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, trong mắt tràn ngập vẻ không tin nổi. Chuyện này sao có thể? Đường đường là cao thủ thiên phách, sao ngay cả một tên nhóc cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong cũng không thể bóp chết, thậm chí còn bị hắn đánh lùi. Mặc dù trong lúc cấp bách, ông ta còn chưa dùng đến 1/3 chân nguyên, nhưng dù là thế, ông ta cũng là cao thủ thiên phách, sao lại bị một quyền của hắn làm bị thương? Người của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng tròn mắt nhìn, một năm không gặp, Lâm sư đệ thực sự mạnh quá. Ta không tin không giết chết ngươi được. Sắc mặt Văn Ngạn Bác âm trầm, không dám lơ là chút nào, chân nguyên và sức mạnh long tượng điên cuồng tích lũy. Một đòn này ông ta không hề giữ lại gì, ông ta muốn đánh chết Lâm Nhất bằng một quyền, tôn nghiêm của cao thủ thiên phách tuyệt đối không cho phép chịu đựng nỗi nhục nào. Nhưng ông ta vừa giết tới nửa đường, còn chưa kịp ra tay thì ngay giữa trời, một cái đầu dữ tợn to lớn đột ngột rủ xuống trước mặt ông ta. Đầu của Tử Điện Ma Long Điểu gần như dán vào mũi của Văn Ngạn Bác, ông ta sợ đến mức không dám nổi giận. Gào! Không đợi ông ta lùi lại, Tử Điện Ma Long Điểu đã há miệng kêu lên, sóng âm rộng lớn khiến Văn Ngạn Bác nôn ra máu bay đi, lăn trên đất mấy vòng. Tiểu tử, ta đã nói là đừng bạo lực như vậy. Lâm Nhất không có biểu cảm gì, vẻ mặt thờ ơ vô cùng, nụ cười giễu cợt bên khóe miệng khiến người ta không rét mà run. Văn Ngạn Bác quay người đứng dậy, vô cùng kiêng dè liếc nhìn Tử Điện Ma Long Điểu, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, người có bản lĩnh thì đừng để con xúc sinh này ra tay, đường đường chính chính đấu với ta một trận. Môn chủ, thằng nhóc đó đang sỉ nhục ngài. Ở xa xa, trưởng lão Hỗn Nguyên môn ngã dưới đất không dậy được, có người lên tiếng nói. Văn Ngạn Bác lập tức bừng tỉnh, như sực tỉnh khỏi giấc mơ. Lâm Nhất luôn miệng nói đừng bạo lực như vậy, nhưng con yêu thú này lại 3 lần 4 lượt đùa giỡn ông ta, rõ ràng là đang bỡn cợt ông ta. Từ đầu tới cuối đều là sự sỉ nhục trắng trợn, đáng thương ông ta còn ngây thơ cho rằng Lâm Nhất sẽ kìm hãm con yêu thú này. Lâm Nhất, núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, món nợ này sớm muộn ta sẽ đòi lại Lăng Tiêu Kiếm Các. Sắc mặt Văn Ngạn Bác thay đổi liên tục, chạy đi thật xa, lại định trốn. Nhưng ông ta vừa đi được vài bước, vuốt rồng thô to của Tử Điện Ma Long Điểu đã giáng xuống từ trên trời, giống như cột đá to lớn chặn trước mặt ông ta. Mặt đất rung chuyển nổ ra sóng xung kích đáng sợ, Văn Ngạn Bác lại phun ra ngụm máu tươi, bị đánh lùi về. Đầu của Tử Điện Ma Long Điểu lại cúi xuống lần nữa, Văn Ngạn Bác hoảng sợ, hai tay cua loạn xạ, không ngừng lùi về phía sau. Đợi đến khi đầu Ma Long Điểu rụt về, sắc mặt Văn Ngạn Bác giống như cho tàn. Ông ta xem như đã tuyệt vọng, có yêu thú này ở đây, ông ta hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, chẳng trách vẻ mặt hắn luôn tràn đầy giễu cợt. Nhưng Văn Ngạn Bác ở đế quốc Đại Tần Trung Quy cũng là kiêu hùng một thời, ông ta nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, làm ra hành động khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Phịch! Đường đường là chủ một môn phái, cứ vậy đột ngột quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất,
cúi đầu nói, Lâm Nhất, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần đi. Lăng Tiêu Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn tranh đấu lâu như vậy, không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Tả Vân nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy thất vọng, đây là sư tôn mà khi xưa hắn vô cùng kính trọng sao. Thực sự quá ghê tởm. Hắn ta quay lưng đi, thật sự không muốn nhìn người nọ. Ông quỳ trước đi. Lâm Nhất cũng chẳng muốn nhìn đối phương, thân hình hắn nhoáng lên một cái, phút chốc đã đến trước mặt Lạc Phong trưởng lão. Lạc trưởng lão không sao chứ, Lâm Nhất tỏ vẻ quan tâm. Lạc Phong mỉm cười và nói, không sao đâu, không chết được. Trưởng lão, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Lâm Nhất lên tiếng hỏi. Lạc Phong thở dài, nói ngắn gọn một lượt tất cả những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua. Khoảng thời gian khổ cực của kiếm các vốn bắt đầu từ sau khi Văn Ngạn Bác thăng cấp lên thiên phách. Thậm chí Mai Hộ Pháp cũng buộc phải bế quan sớm, chuẩn bị đột phá lên thiên phách. Trong mắt Lâm Nhất bỗng xẹt qua một tia lạnh lùng, hắn xoay người nhìn về phía Văn Ngạn Bác, trầm giọng nói, tha cho ông cũng được, sau khi tiếp ta ba quyền, nếu ông không chết, ta sẽ thả ông đi. Dầm. Dầm. Lâm Nhất cũng không rong dài, đợi ông ta nói xong, hắn liền điều động hơn 30 sợi Long Văn Tử Điện, dùng Thương Long Cửu Biến đánh liên tục hai quyền. Trong tiếng nổ kinh thiên, mỗi một quyền khiến sắc mặt Văn Ngạc Bác tái thêm vài phần, màu tươi tràn ra khóe miệng. Lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu xuất hiện vết rách, đau đớn không thôi. Hai quyền này gần như muốn nửa cái mạng của ông ta. Tuy nhiên, ông ta vẫn đỡ nổi. Văn Ngạc Bác thở hắt ra một hơi, cười nói còn một quyền nữa. Tuy ông ta đang cười, nhưng sâu trong mắt lại ngưng tụ sát ý lạnh như băng. Ông ta cẩn thận giấu kỹ sát ý này, âm thầm thề, thù này át báo, bất kể là 10 năm hay 100 năm, một ngày nào đó, ông ta nhất định sẽ huyết tẩy Lăng Tiêu Kiếm Các. Nhục nhã bực này tất sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Lâm Nhất sẽ trả một cái giá cực kỳ thê thảm cho hành động ngày hôm nay của mình, nhất định là vậy. Có phải ông nghĩ là đợi sống qua một quyền này, sau này, một khi ta rời đi, ông sẽ trả thù Lăng Tiêu Kiếm Các không? Lâm Nhất không vội ra tay, mà đột nhiên hỏi. Tim Văn Ngạn Bác trùng xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, nào dám, Lâm công tử nói đùa, tuy nhiên, lời công tử đã nói tứ mã nan truy, đừng trái lời là được. Đương nhiên. Lâm Nhất thở ơ gật đầu, nói khẽ ông cảm thấy mình có thể đỡ nổi một quyền cuối cùng của ta ư. Văn Ngạn Bác đã tính trước, ông ta rất có lòng tin, cũng không cố ý che giấu mà ngạo nghễ nói, tại hạ là cao thủ thiên phách, đương nhiên có chút lòng tin, Lâm công tử cứ ra tay là được. Lâm Nhất nhìn không được bật cười, thiên phách, Tả Vân, ngươi cảm thấy ông ta xứng không? Hào nhoáng bên ngoài, ngoài mạnh trong yếu. So với thiên phách chân chính còn không bằng cõng lông tơ, chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần, Tả Vân chu du chín châu, kiến thức hơn người, hắn ta không xoay người nhưng vẫn đáp một cách chi tiết. Hai người thay nhau đùa cợt khiến Văn Ngạn Bác nổi giận, liền quát to, lão phu rơi vào tay ngươi, cũng đã nhận thua, cần gì phải nhiều lần nhục nhã. Ngươi cứ ra tay đi là được. Lâm Nhất sầm mặt, nhướng mày, hừ lạnh một tiếng và nói, thú vị thật. Đã làm sai mà còn lớn lối như vậy à? Nếu ta không xuất hiện, có phải ông đã giết sạch người của kiếm các rồi không? Ông quên thái độ hung hăng của mình trước đó nhanh vậy? Hay cho một cao thủ thiên phách, ta sẽ như ông mong muốn? Thương Long Cửu Biến Phong Lôi Tịnh Khởi. Dứt lời, trên người Lâm Nhất có 72 sợi Long Văn Tử Điện bắt đầu dục dịch, số lượng Long Văn khổng lồ đan vào nhau hệt như Thương Long quấn quanh người hắn. Trong lúc chúng di chuyển, Thương Long dường như sống lại. Lực lượng lôi đình khủng bổ hệt như dung nham rót vào trong cơ thể Văn Ngạn Bác, rồi lan tràn ra tứ chi bách hài, cơ thể ông ta lập tức đỏ bừng lên, một khắc sau đó ầm ầm nổ tung. Rầm. Lôi mang nổ tung phát ra ánh sáng chói mắt, Văn Ngạn Bác không kịp hừ một tiếng đã bị nổ thành mảnh vụn, hài cốt không còn, ngay cả một chút cho bụi cũng không lưu lại. Thiên phách, ha ha, Lâm Nhất thu tay lại. Trong mắt lóe lên tia khinh thường. Phế vật bị ta đánh bại chỉ với một quyền mà cũng dám tự xưng thiên phách, đúng là làm nhục hai chữ này. Ba quyền đánh bại Văn Ngạn Bác. Thật ra thì hắn chỉ dùng một quyền mà thôi, đó chính là quyền cuối cùng,
khi hắn xuất ra 72 sợi Long Văn Tử Điện. Tuy nhiên, ba quyền hay một quyền thì cũng không quá quan trọng là Văn Ngạn Bác đã phát nổ. Môn chủ Hỗn Nguyên Môn, một nhân vật phong vân tại đế quốc Đại Tần, ỷ vào việc bản thân thăng cấp lên thiên phách nên đã hoành hành ngang ngược suốt nửa năm qua, chẳng ai ngờ ông ta lại bị Lâm Nhất vừa trở về đánh bại ngay trước cửa Lăng Tiêu Kiếm Các, đến nỗi hài cốt không còn, một chút cặn bã cũng biến mất. Đường đường là một cao thủ thiên phách, vậy mà lại chết. Cái chết của ông ta chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi phong ba bão táp tại đế quốc Đại Tần. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Nhất, đó chẳng qua chỉ là một chuyện vô nghĩa mà thôi. Hắn đi khắp chín châu, tầm nhìn hơn người, đã sớm không phải là Lâm Nhất khi trước. Chết rồi à? Lạc Phong trưởng lão không dám tin vào hình ảnh trước mắt, ông ta thật sự không tưởng tượng nổi, lòng vẫn còn kinh hãi. Các đệ tử kiếm các cũng ngơ ngác mà nhìn, Lâm Nhất đã trở nên mạnh mẽ như thế rồi sao? Chỉ trong vòng một năm, bọn họ đã không thể nhìn thẳng vào hắn được nữa, thực lực của thiếu niên trước mắt đã vượt ngoài tầm tưởng tượng của mọi người. Phút chốc, chuyện vừa diễn ra như một cú gõ mạnh vào tâm hồn bọn họ, rốt cuộc thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào. Hiển nhiên, đi chu du khắp nơi không chỉ mở mang tầm mắt mà còn khiến thực lực tăng vọt. Tuy nhiên, kỳ ngộ thường làm bạn cùng hung hiểm, ngẫm lại mỗi một khi mật cảnh mở ra, sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng trong đó, tự khắc sẽ hiểu. Không phải ai cũng có thể giống với Lâm Nhất và Tả Vân, cực kỳ may mắn sống sót, trái lại, có rất nhiều người đã trở thành vong hồn dưới thân kiếm, hóa thành một đống xương trắng, không nơi an táng. Lại nói, ví dụ như Lâm Nhất, hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, phóng mắt khắp toàn bộ cổ vực Nam Hoa cũng là tồn tại lông phượng sừng lân, có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng có tư cách đánh đồng với Lâm Nhất, nếu so sánh sẽ càng thấy đau khổ mà thôi. Trở về lập tức giải tán Hỗn Nguyên Môn, nếu không, ta không ngại đến cửa Hỗn Nguyên Môn một chuyến. Ta nói chưa rõ à, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, bình tĩnh nói. Chuyện mà Văn Ngạn Bác đã làm sai cần có người trả giá, khiến bọn họ chủ động giải tán đã xem như đủ nhân từ rồi. Việc này, đám người nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch, môi run run, mãi một lúc lâu sau, bọn họ mới nói, chúng ta sẽ chuyển lời của ngươi cho các vị thái thượng trưởng lão, cáo từ. Các trưởng lão lòng như cho tàn, ngay cả Văn Ngạn Bác mà cũng bị Lâm Nhất dùng một quyền đánh chết, thử hỏi Hỗn Nguyên Môn có gì để đấu với hắn. Nếu hắn nhất quyết muốn Hỗn Nguyên Môn giải tán thì e là các vị thái thượng trưởng lão cũng không thể làm gì hơn. Huống chi, còn yêu thú bên người Lâm Nhất có thực lực cực kỳ khủng bố, thậm chí không cần hắn ra tay. Chỉ một mình nó thôi đã đủ tiêu diệt Hỗn Nguyên Môn. Lâm Nhất, ngươi thật sự muốn làm vậy? Lạc Phong trưởng lão nhíu mày, mở miệng hỏi. Ông ta e ngại làm vậy có hơi tuyệt tình. Văn Ngạn Bác chỉ là một tên ngụy thiên phách mà cũng dám hống hách ngang ngược như vậy. Nếu ông ta có thực lực như ta, e rằng Lăng Tiêu Kiếm Các đã sớm bị ông ta tiêu diệt. Ta đối xử với tông môn của ông ta như thế đã đủ nhân từ rồi. Dừng một lúc. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lẽo, hắn thấp giọng nói, trước kia, Hỗn Nguyên Môn đã nhiều lần phái người đánh lén ta, dù ông ta không tìm đến thì ta cũng sẽ đến tìm ông ta để tính cho xong món nợ này. Nghe vậy, Lạc Phong không nói gì thêm. Còn các đệ tử của kiếm các thì hiển nhiên là vỗ tay khen hay, nửa năm qua bọn họ đã bị Hỗn Nguyên Môn làm nhục quá nhiều, cho nên hành động của Lâm Nhất lần này coi như giúp chút giận thay bọn họ, đồng thời cũng xây dựng uy danh kiếm các. Chưa đến một ngày, chuyện Lâm Nhất mạnh mẽ quay về Lăng Tiêu Kiếm Các, dùng một quyền đánh bại Văn Ngạn Bác chẳng khác nào cơn gió lốc quét ngang toàn bộ đế quốc Đại Tần. Tất cả các thế lực lớn tại Đại Tần đều bàng hoàng, kinh ngạc. Một trận phong ba nổi lên. Ban đầu, mọi người còn không tin, nhưng sau khi xác nhận, bọn họ mới biết được so với lời đồn, Lâm Nhất còn khủng bố hơn thế. Thậm chí hắn đã thu phục được một con yêu thú thiên phách có huyết mạch cấp bá chủ. Nếu hắn muốn, chỉ trong khoảnh khắc là có thể tiêu diệt Hỗn Nguyên Môn. Hai ngày sau, một tin tức nặng ký khiến người của đế quốc Đại Tần chấn động. Một trong tứ đại tông môn siêu nhiên của đế quốc, Hỗn Nguyên Môn sừng sững mấy ngàn năm bỗng tuyên bố giải tán, từ nay về sau biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Còn về Lâm Nhất,
hắn đang cùng các vị lão hữu ôn chuyện trong núi và nhận được một tin động trời. Lý Vô Ưu rời đi. Tên nhóc lúc trước luôn cười hì hì, kêu gào muốn trở thành kiếm khách đệ nhất đế quốc Đại Tần đã lấy đi một thứ trong gác hồn kiếm. Tin này là do Mạc Thành nói với Lâm Nhất, hiện tại hắn ta là người đứng đầu Lạc Già Sơn. Theo như lời hắn ta, Lý Vô Ưu đã để lại một phong thư ở gác hồn kiếm và cố ý căn dặn nhất định phải do Lâm Nhất đi lấy. Sư tỷ có quay về không, trước khi đi gác hồn kiếm, Lâm Nhất hỏi Mạc Thành. Nhắc đến Hân Nghiên, người đàn ông khôi ngô cường tráng này bỗng thất thần, mãi một lúc lâu sau mới thở dài buồn bã, không có tin tức, trước kia, thỉnh thoảng chúng ta còn nhận được tin của ngươi, còn sư tỷ thì chưa bao giờ. Lâm Nhất nao nao, hắn cũng có chút thất thần, có lẽ sư tỷ đã đi thật rồi. Tuy nhiên, sư tỷ cũng là một kỳ nhân, võ hồn của cô thật không đơn giản, dù ở bên ngoài thì chắc hắn cũng tìm được cơ duyên của riêng mình. Có điều, còn có ngày gặp lại không? Lâm Nhất có hơi phiền muộn, hắn gạt bỏ suy nghĩ, nhanh chân đi đến gác hồn kiếm. Lý Vô Ưu để lại thư, bất kể giá nào, hắn cũng phải đến lấy. Tên nhóc kia vẫn luôn giữ thái độ bất cần, hắn ta tu luyện đại diễn tinh quyết đã đến trình độ sâu không lường được, cho đến bây giờ, Lâm Nhất đã có chút nhìn không thấu rồi. Hơn nữa, đối phương ở cảnh giới tiên thiên hoàn toàn không dùng bất kỳ loại đan dược gì, cho nên Lâm Nhất cũng sớm đoán được lai lịch của hắn ta chắc chắn không đơn giản. Chỉ không ngờ là chưa kịp gặp mặt một lần mà đối phương đã rời đi. Gác hồn kiếm là một trong ngũ đại bảo địa của tông môn, một nơi cực kỳ thần bí. Trước kia, Lâm Nhất thường hay lui đến đài vạn kiếm và núi mai kiếm, còn gác hồn kiếm thì chưa một lần đặt chân đến, nên có hơi lạ lẫm. Trong tông môn, nơi đây được xem như cấm địa trong cấm địa. Tuy nhiên, với Lâm Nhất hiện tại thì không có gì ngăn cản bước chân hắn được, bởi vì hắn đã có một địa vị đặc biệt tại tông môn. Huống hồ, trước khi bế quan, Mai Hộ Pháp cũng đã căn dặn các trưởng lão rằng Lâm Nhất sẽ đại diện kiếm các tranh tài tại quần Long Thịnh Yến, cho nên cần phải tôn kính hắn. Biết hắn muốn đến, chấp sự canh giữ gác liền dẫn hắn đến mật thất nằm ở tầng cao nhất của gác hồn kiếm. Trong mật thất có một ông lão áo tím trấn thủ, ông ta khoanh chân mà ngồi, tu vi bán bộ thiên phách. Tuy trong mắt Lâm Nhất chẳng là gì, nhưng ở đế quốc Đại Tần, người này có thể xem như cao thủ đứng đầu rồi. Nếu có người nổi lòng tham thì sao kiếm các giữ được? Tuy nhiên, ngẫm lại thì tin tức này nếu có lộ ra ngoài cũng chẳng mấy ai tin. Từ đó thấy được, đặt ở Lăng Tiêu kiếm các mới thật sự là an toàn. Đây là thư của hắn. Ông lão áo tím lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Lâm Nhất duỗi tay nhận lấy và mở ra. Ca, khi huynh nhìn thấy phong thư này, có lẽ ta đã rời khỏi Đại Tần, rời khỏi cổ vực Nam Hoa, thậm chí đã ra khỏi huyền hoàng giới. Thân thế của ta có chút phức tạp, không thể nói rõ trong vài ba câu được, ta nằm trong một trận đại thế, lần này đến Đại Tần chỉ vì một giọt thần huyết mà tổ tiên đã lưu lại ở kiếm các. Tuy nhiên, có thể kết bạn cùng huynh tại Lăng Tiêu kiếm các, đó chính là may mắn lớn nhất cả đời ta. Hai ta cùng nhau trải qua sinh tử trong rừng rậm âm u, cùng nhau ăn cỏ cây khi rơi vào bước đường cùng, cùng tu luyện tại Lạc Già Sơn, và từng quậy một trận tưng bừng ở Thương hội Đế Đô, ca, bất kể thế nào, cả đời này ta đều xem huynh là huynh đệ, sẽ không quên những ngày tháng chúng ta vào sinh ra tử. Ta rất muốn nhìn thấy đại ca tỏa sáng tại quần Long Thịnh Yến, dẫm toàn bộ nhân tài kiệt xuất của Nam vực dưới chân. Nhưng ta thật sự không có thời gian, ta phải trở về, dù sao thì ta cũng là hậu nhân của Lý gia, ta phải lấy được thần huyết, gánh lấy trọng trách của mình. Ca, đại thế đến, ngõ trời sắp mở, ta và huynh chắc chắn sẽ có ngày gặp lại, chúng ta là người trong đại thế, mỗi một người đều là rồng, ta chờ huynh mang kiếm đến. Thư của Lý Vô Ưu rất dài, lại viết khá loạn, đôi khi có chỗ viết ngoáy. Có thể thấy được hắn ta rất gấp gáp, lúc viết phong thư này cũng khá vội vàng. Sự nôn nóng của hắn ta thậm chí đã nhảy ra khỏi trang giấy. Nhưng từng câu từng chữ lại rất chân thành, Lâm Nhất có thể cảm nhận được điều đó. Tên nhóc này. Lúc đọc xong thư, Lâm Nhất bất giác mỉm cười. Hắn ta lấy đi thần huyết Chu Tước, trong trận đại thế kia ắt sẽ tìm được một chỗ đứng của riêng mình. Đệ đang đợi ta sao? Yên tâm,
ta nhất định sẽ mang theo kiếm mà đến, hội ngộ cùng đệ. Lâm Nhất cất thư đi, giữa hai đầu lông mày hắn toát lên duệ khí cùng sự tự tin, đây chính là lời hứa của hắn. Hắn đã thật sự hiếu kỳ về trận đại thế kia, rốt cuộc đó sẽ là một thế giới như thế nào. Đã đến lúc đi điện huyền võ. Ra khỏi gác hồn kiếm, Lâm Nhất nhìn lên trời, giang hai tay ra bay về phía điện huyền võ của tông môn. Điện huyền võ cũng là nơi trọng yếu của tông môn, nơi đây cất chứa đủ loại công pháp và võ kỹ, tổng cộng gồm 9 tầng, cần dùng công đức trong lệnh Tiêu Vân để đổi. Nhưng cuối cùng hắn đã thông qua khảo nghiệm của đối phương, không chỉ lấy được thất huyền bộ, thậm chí còn được đối phương hứa rằng sẽ đưa cuốn tử phủ của thất huyền bộ cho hắn, tiếc là lúc đó hắn đi quá vội vàng. Sau khi nhận được bá kiếm từ tay Mai Hộ Pháp, hắn vội vàng rời đi nên đã quên mất chuyện này. Còn một nguyên nhân khác, đó là khi đó hắn chưa thăng cấp lên tử phủ, dù có lấy được cuốn tử phủ của thất huyền bộ thì cũng không thể tu luyện. Bây giờ mọi thứ đã khác. Với thực lực và tu vi của Lâm Nhất hiện tại, thất huyền bộ đã sớm không theo kịp cảnh giới của hắn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hắn. Nếu không phải do hắn tu luyện đến hóa cảnh thì nó hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng chung quy nó vẫn là một mối đe dọa với hắn, giao đấu với nhân tài kiệt xuất bình thường còn có thể trấn áp đối phương bằng kiếm ý. Khi giao đấu với yêu nghiệt chân chính, có lẽ chỉ cần cử động nhẹ, thân pháp sẽ lộ ra đầy sơ hở. Nếu đối phương không sợ kiếm ý của hắn, vừa đối mặt là sẽ có thể trấn áp nó dễ dàng. Đương nhiên phải nói cả hai mặt, với kiếm ý thông linh của hắn bây giờ, cả cổ vực Nam Hoa không được mấy người dám không kiêng dè. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, sải bước tiến vào điện huyền võ. Vèo. Vừa bước vào trong đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, các đệ tử kiếm các vội vàng dừng việc trong tay, khom lưng thi lễ. Ánh mắt của họ tràn đầy kính sợ. Hiện nay Lâm Nhất đã là một thần thoại ở Lăng Tiêu kiếm các, sự tích liên quan đến hắn nhiều không kể xiết. Đặc biệt là sau khi trở về, hắn đã đánh bại Văn Ngạn Bác bằng một cú đấm khiến cả tông môn đều chấn động. Đây là Lâm sư huynh sao? Nhìn trẻ quá, hình như còn nhỏ hơn ta. Đúng là rất trẻ, nghe nói năm đó Lâm sư huynh từng chọn thân pháp trong điện huyền võ này, còn chịu không ít khổ cực đấy. Ha ha, khổ cực gì chứ, chỉ là khảo nghiệm của trưởng lão thủ các thôi, các ngươi hoàn toàn không hiểu. Trong điện có rất nhiều đệ tử mới chưa gặp Lâm Nhất, nhìn thấy hắn trẻ tuổi như vậy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Về một số lời đồn, những đệ tử từng gặp Lâm Nhất trước đây lập tức quở trách với thân phận người từng trải. Tiền bối, lâu rồi không gặp. Lâm Nhất đi tới trước mặt trưởng lão thủ các, chắp tay thi lễ. Trưởng lão thủ các vẫn như trước đây, phong thái chưa giảm, khí sắc thậm chí còn tốt hơn. Nhìn thấy Lâm Nhất, ông ấy mừng rỡ, xua tay cười đáp, không dám nhận, bây giờ tu vi của ngươi còn mạnh hơn ta, đừng gọi lão đầu tử ta đây là tiền bối gì đó nữa. Ta đã sớm nghe nói về chuyện ngươi đánh bại lão già Văn Ngạn Bác bằng một cú đấm, được lắm. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Lâm Nhất quay lại chủ đề chính, nhắc tới mục đích của chuyến đi này. Cuốn tử phủ của thất huyền bộ, ta cứ tưởng ngươi coi thường nó. Với cảnh giới của ngươi, chắc đã tu luyện thân pháp khác từ lâu rồi nhỉ? Trưởng lão thủ các thắc mắc nhìn qua. Nói xong, ông ấy nhẹ nhàng mở cửa ra, căn phòng trước mặt có vẻ vô cùng trống trải. Tầng cao nhất của điện huyền võ này chỉ trưng bày 3 loại võ học, mỗi loại đều được phong ấn trong hộp đá cổ xưa, trông có vẻ khá thần bí. Tầng 9 điện huyền võ chỉ có 3 loại võ học, một là bá kiếm, một là lăng tiêu kiếm quyết, loại cuối cùng là cuốn tử phủ của thất huyền bộ. Trưởng lão thủ các nhẹ giọng giới thiệu. Một loại kiếm pháp, một loại kiếm quyết và một loại thân pháp, có lẽ đây là nội tình lớn nhất của lăng tiêu kiếm các. Lâm Nhất thầm suy nghĩ, hắn biết uy lực của bá kiếm, dù so sánh với tuyệt học của 9 đại bá chủ ở cổ vực Nam Hoa cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu chỉ xét về kiếm pháp, nói là mạnh nhất Nam vực cũng không đủ. Dù sao nó cũng được tiền bối kiếm vô danh để lại, mà truyền thừa của tiền bối kiếm vô danh lại là kiếm tông. Năm đó kiếm tông thống nhất Nam vực, 9 đại bá chủ hiện nay so sánh với kiếm tông chỉ như hạt cát trong sa mạc, không có gì có thể so sánh. Lăng tiêu kiếm quyết và cuốn tử phủ thất huyền bộ được đặt ngang hàng với bá kiếm, có lẽ cũng có chỗ hơn người.
bây giờ ngươi đã tu luyện bá kiếm đến thức thứ mấy rồi? Trưởng lão thủ các nhìn Lâm Nhất, đột nhiên hỏi. Đệ tử ngu dốt, hiện nay vẫn chưa tu luyện hoàn tất chín thức bá kiếm, chỉ mới tu luyện đến thức thứ sáu huyết trấn Sơn Hà. Lâm Nhất cũng không khiêm tốn, xưa nay hắn luôn mắt cao hơn đầu, tự đánh giá ngộ tính của mình không được mấy người có thể so sánh, thiên phú kiếm đạo càng ít có đối thủ, nhưng trong việc tu luyện bá kiếm lại chậm chạp khó khăn. Nếu không nhờ thăng cấp lên kiếm ý thông linh, lĩnh ngộ hoành đoạn thái A và huyết trấn Sơn Hà trong một lần, e rằng bây giờ cũng chỉ có thể nắm giữ bốn thức. Trưởng lão thủ các sờ dâu cười bảo, ngu dốt. Năm đó tổ sư kiếm vô danh tu luyện được năm thức đã tung hoành nam vực, hoành hành không sợ. Nếu tu luyện đủ chín thức, cả huyền hoàng giới sẽ không có đối thủ. Người còn trẻ mà đã tu luyện được năm thức, với thiên phú kiếm đạo này có lẽ không thua kém tổ sư là bao. Nhưng ta hơi khó hiểu, tại sao lão các chủ và thập tam gia không đưa lăng tiêu kiếm quyết cho ngươi nhỉ? Kiếm quyết này cũng không yếu, đủ để xứng với bá kiếm. Nếu ngươi cần thì hôm nay ta sẽ đưa cho ngươi luôn. Trưởng lão thủ các nói tiếp. Hiện tại Mai Hộ Pháp đang bế quan, ông ấy có thể tự quyết định mọi việc ở Điện Huyền Võ. Chủ yếu vì quần long thịnh yến sắp diễn ra, một số quy định có thể tạm thời không tuân thủ, đặc cách sử dụng cho tình huống đặc biệt. Lâm Nhất vội vàng xua tay, lúc trước thập tam gia và lão các chủ vừa nhìn đã biết hắn đang giữ những loại kiếm quyết khác. Hơn nữa còn có lai lịch rất lớn, đương nhiên sẽ không đưa lăng tiêu kiếm quyết cho hắn. Nói xong, trưởng lão thủ các mở hộp đá trên bàn bằng thủ ấn bí ẩn và một giọt tinh huyết. Đây chính là cuốn tử phủ của thất huyền bộ, tên là Đằng Vân Quyết. Ngươi không tu luyện thân pháp khác cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao thất huyền bộ cũng được biến ra từ mảnh vỡ của trục nhật thần quyết, bây giờ ngươi tu luyện Đằng Vân Quyết cũng coi như là kế thừa một mạch. Nếu sau này có cơ duyên, nói không chừng có thể bù đắp cho trục nhật thần quyết thì sẽ khó lường lắm đấy, có thể so sánh với đại vu thượng cổ, lấy thân truy nhật. Trưởng lão thủ các cười giới thiệu, sau đó lấy ngọc giản của Đằng Vân Quyết ra đưa cho Lâm Nhất. Đây chính là cuốn tử phủ của thất huyền bộ ư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.